Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay Và ngay sau đây, không để các bạn chờ lâu Xin mời các bạn cùng đến với phần 2 của nội dung câu chuyện nhé Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn Dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Top Chuyện Hay Bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ Và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện Xin cảm ơn và chúc các bạn thư giãn khi nghe chuyện Một tháng sau, thủ đô âm nhạc Viên Viên được khu rừng cây cối xanh tươi rậm rạp bao quanh, sông đao nếp xuyên qua thành phố, như là cái lên thành phố cổ tao nhã này, một cái nơ lụa màu xanh lam. Dưới đường phố sạch sẽ dợp bóng cây, điệu van duyên dáng thổi qua. Ven đường là kiến trúc góp thích. Trường gió trước cửa ngôi nhà bán đàn piano phát ra tiếng vang, đinh 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 đinh, thanh thúy. Ông chủ ngẩng đầu nhìn là một cô gái phương đông trẻ tuổi, áo thun màu đen bó sát người. chiếc vạt áo có một cái nơ bướm mang mũ tròn màu xám nhạt, trên người rất có hương vị của âm nhạc. Ông chủ cho rằng đây là học sinh của Học viện âm nhạc đến chọn nhạc cụ, mỉm cười lên tiếng nói. Tiểu thư, xin hỏi muốn mua gì? Cô gái cười khay khẽ. Để tôi nhìn. Ông chủ đi chỗ khác, cũng cho nhân viên mang đến cho cô một ly coffee. Trong cửa hàng có một cô bé gái đang lựa đàn violon, bên cạnh có một đôi nam nữ trưởng thành. Chắc là cha mẹ của cô bé Người phụ nữ từ ái nhìn con gái ở trước mắt, người đàn ông thì ngồi trộm hổ bên cạnh cô bé kéo đàn viêu lông, xem ra là giúp cô bé thử âm. Ngón tay người đàn ông rất xinh đẹp, sạch sẽ, thon dài, biến hóa điều khiển cây đàn. Tiếng nhạc cao thấp khác nhau liền vang lên. Khi còn nhỏ, Chris cho rằng nhạc cụ là hộp ma thuật, mà những người biểu diễn chính là nhà pháp thuật. Rốt cuộc cũng chọn được một cây đàn tốt, bé gái hưng phấn nhận lấy, nói cảm ơn chú. Mẹ cổ bé gái cũng nói tiếng cảm ơn, thì ra chỉ là người lạ. Chris không khỏi nhìn người đàn ông một cái, mắt xanh thẳm, trong xanh như bầu trời viên. Tầm mắt của người đàn ông cũng nhìn đến cô, Chris lễ phép nở nụ cười, hắn cũng cười, nụ cười ấm áp. Di chuyển tầm mắt, tiếp tục nhìn những cây đàn, một cây đàn viêu lông trong tủ kính trong suốt, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của cô. Nước sơn màu nâu nhạt, làm thủ công rất tinh xảo. Chris hỏi ông chủ, vì sao phải khóa vào tủ kính? Vâng, hàng này không bán. Ngữ khí ông chủ có chút dương dương đắc ý. Clip hơi quay đầu, hơi nhiều mi mà nhìn. Đây là sản phẩm của Antonio Stradivari. Không biết từ khi nào, người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm ấy đi tới bên cạnh cô, chỉ cây đàn nói. Cô nhìn xem, đây này có chữ ký của ông ấy, là tiếng Latin. Đây hẳn là nhạc cụ 300 năm trước của bậc thầy chế tác vĩ đại này hoặc là đến bây giờ vẫn thế. Cuộc đời ông ấy chế tác hơn một ngàn nhạc cụ, hiện tại trên thế giới chỉ còn hơn 650 cái, rất chân quý. Ông chủ đứng bên cạnh cũng tiếp lời. Tiểu thư muốn một đàn viêu lông sao? Trong tiệm có nhiều cây đàn cũng không tệ, cô có thể xem thử. Chris cười lắc đầu. Ta không mua. Ông chủ kinh ngạc, lại nghe cô nói chậm rãi. Tôi chỉ muốn chọn một vật để trang trí cho phòng khách. Đại khái là không tán đồng với hành vi hạ nhục âm nhạc thế này. Ông chủ vuốt riêng mép tránh xa xa. Người đàn ông cười nói. Cô thật sự không thích hợp với đàn violon lông, ngón tay của cô. Dừng lại nửa khắc nhìn tay cô nói. Thích hợp với đàn hạc. Cô gái một mình đứng ở bên cạnh cây cầu ngắm nhìn màu xanh lá của dòng sông. Gió thổi đến, cuốn đi chiếc mũ nồi màu xám của cô. Cô vươn tay muốn mắt lấy, quay đầu, đã thấy nó rơi vào tay một người đàn ông. Thật đúng lúc người đàn ông mỉm cười đem mũ đưa cho cô cô nói tiếng cảm ơn đang nhìn cái gì sao người đàn ông không biết vô ý hay hữu ý dựa vào lan can bên cạnh cô cô gái cúi đầu sông danip không phải là màu xanh người đàn ông cười cúi đầu nhìn nước sông johan Strauss đã sáng tác lên bản vans the blue danip, là bởi vì ông ấy đã đọc bài thơ em đa sầu đa cảm em trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng tốt bụng giống như viên kim cương lấp lánh trong mỏ quặng chân tình ấy đã thức tỉnh bên dòng sông donip bên dòng sông xanh donip mỹ lệ hương thơm ngạt ngào của hoa tươi an ủi tâm hồn bi thương của tôi giữa khô cằn bông hoa vẫn nở anh vàng vẫn hót bên cạnh dòng sông donip bên cạnh dòng sông xanh donip mỹ lệ giọng nói dễ nghe của người đàn ông ngâm nga những từ ngữ lãng mạn cô gái cúi đầu không nói chuyện gió phất qua khiến mái tóc cô tung bay dán vào khuôn mặt trắng mịn. tôi là daniel rất hân hạnh được biết cô. cô gái cười. tôi cũng rất hân hạnh. xoay người rời đi không để lại một cái tên. màn đêm buông xuống đi một vòng trên con đường lớn của thành phố viên tại một tòa nhà kiến trúc la mã đèn đuốc rực sáng. đây chính là dạp hát nổi tiếng của viên. đêm nay ở chỗ này sẽ trình diễn một buổi hòa nhạc với tên gọi là nữ hoàng. bên trong dạp hát nguy nga lộng lẫy trên vách tường đại sảnh treo lơ lửng rất nhiều bức tranh sơn dầu. Trên hành lang có bức tượng của các nhà soạn nhạc như Hans, Schapes, Sarus. Ở sảnh tầng 1 đang tổ chức một tiệc rượu nhỏ, khách mời không nhiều, chủ yếu là người quen với nhau, hàn huyên tán gẫu. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện khiến cho mọi người nháy mắt đã yên tĩnh. Hắn mặc một áo khoác dài màu đen, mang kính dâm màu đen. Cùng với mọi người đang mặc áo đuôi én váy dài ở đây, thật không phù hợp. Đây lại không phải nguyên nhân khiến mọi người không hẹn mà im lặng. Seven, sao lại là cháu? Cháu còn nhớ tới viên sao? Một người phụ nữ trung niên cao cao đi lên trước, mặc một bộ lễ phục màu dài xanh thẫm, cử chỉ rất tao nhã. Dì Daji, đêm nay dì rất đẹp. Seven tháo kính dâm xuống, hôn tay người phụ nữ. À, cháu còn nhớ được dì Daji của cháu sao? Gặp không được mẹ cháu, hiện tại, ngay cả cháu cũng thật khó gặp gần đây mẹ rất mê phật học khả năng đang học ở ấn độ không giấu gì gần đây cháu cũng không gặp bà ấy à mẹ con hai người thật là thí mà xin hỏi vị này là thanh âm ngọt ngào của cô gái xen vào ở phía sau da có một cô gái mặc váy màu xanh lá cây mặt tròn tròn rất dễ thương à seven đây là an đây là con của em trai dựng cháu năm nay mới bước vào tuổi giao tiếp xã hội an đây là người mà thím hay nhắc với cháu. Seven Bonaparte. Cô gái nhắc lần váy lên theo tôi chuẩn lễ nghi của thục nữ. Rất hân hạnh được nhìn thấy ngài. Bonaparte tiên sinh. Xin chào, tiểu thư An. Cô gái đỏ mặt, xem ra là rất hưng phấn. Ánh mắt sáng long lanh nhìn Seven. Bonaparte tiên sinh. Xin hỏi, tôi có vinh dự được mời ngài tham gia vũ hội đêm mai không? An. Darcy trách mắng. Đây không phải là việc mà các thục nữ nên làm. Cô gái bĩu môi không nói chuyện. Darcy si nói. Seven, đêm mai đến nhà gì làm khách? Mắt cô gái lại phát sáng. Thực sự nỗi gì Darcy, có thể cháu không đi được. Sao lại thế? Cháu có hẹn sao? Chờ tới viên là muốn tìm bạn gái của cháu. Hai người phụ nữ đều sững sờ một chút. Darcy si phản ứng lại trước tiên, nói. Vừa hay, dẫn cô ấy tới luôn, gì cũng muốn gặp một lần. Trong lòng bà rất kinh ngạc, Bà biết phụ nữ bên cạnh Seven không ít, nhưng chưa bao giờ có bạn gái. Cô ấy Seven đột nhiên cười một chút, trong mắt lóe lên sự dịu dàng, cực kỳ mê người. Tính cách của cô ấy không tốt, hơn nữa còn rất thẹn thùng. Buổi diễn âm nhạc đúng lúc này mở màn, dừng lại vô số nghi vấn của Daisy. Khách ở sảnh đều lần lượt đi vào phòng âm nhạc. Seven đi sau vài bước đã bị người ta kéo lấy cánh tay, là một cô gái cao gầy mặc lễ phục màu bạc cực kỳ xinh đẹp. Cô gái mỉm cười, nói dịu dàng bên tay hắn. Em cũng cho rằng anh đã quên viên. Khỏe môi xây vần cong cong, không nói chuyện. Đêm nay có thể đi về em không? Tháng trước em vừa mới mua được một bình rượu rất ngon. Thực xin lỗi, tôi có hẹn. Biểu tình của cô gái hơi kinh ngạc, còn thấp thỏm sợ hãi, lại nghe hắn nói. Tôi sẽ bảo James đưa vào tài khoản của em. Em không thiếu tiền, Cô gái gắt ngang câu nói của hắn, cúi đầu nhưng vẫn không thể che hết được sự u buồn. Seven theo lễ phép hôn một cái lên gò má của cô. Chúc em đêm nay diễn xuất thành công. Cảm ơn. Cô gái hơi miễn cưỡng một chút, buông cánh tay hắn ra, đi đến phòng âm nhạc. Đêm nay cô không lên sân khấu, hắn không biết, hắn chưa từng để ý, dù cho cô yêu hắn như vậy. Chủ đề biểu diễn của buổi hòa nhạc Nữ Hoàng là các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, khi đến đỉnh cao của buổi hòa nhạc thì lại phát sinh ra một chuyện lớn một cây đàn violon bị đánh cắp đây không phải là cây đàn bình thường mà là cây đàn nằm trong bộ sưu tập đắt giá của antonio stradivari được bảo vệ hết sức cẩn thận nhưng một phút trước đó nó đã biến mất tất cả nhân viên đều bị yêu cầu đi đến đại sảnh một cô gái phương đông đứng ở rìa của sân khấu lại không di chuyển vì sao cô không đi có bảo vệ hỏi cô Cô ấy lập tức sẽ lên sân khấu Đạo diễn đứng ở bên cạnh nói Không phải là cô ấy Vừa rồi cô ấy luôn đứng ở đây Để đợi lên sân khấu Theo tiếng trống mãnh liệt trầm ổn vang lên Ánh đèn sân khấu đột nhiên tối đi Sau đó mọi người nghe thấy Một giọng nữ thấp sướng lên Ánh đèn lấp lánh Nữ hoàng sân khấu sẽ lên sàn Âm nhạc nổi lên Ánh đèn bừng sáng Nữ hoàng mặc một bộ quần áo màu đen thấp ngực Mang cái caravat màu xanh nhạt ngẩng cao đầu, tay nắm micro. Khi thế vương giả tiến lên sân khấu, rõ ràng đọc từng chữ vang vang. Thanh âm mê hoặc, hãy xem cô có khả năng gì. Chuyển mắt nhìn về phía khán giả. She says, come on. Nhìn theo cây gậy màu vàng của tôi. Thấy người nào đó, đôi mắt chợt loe sáng, đột nhiên nhếch môi cười xấu xa, gỡ microphone trên giá đỡ xuống, đem ra đỡ xem như là cây gậy chống trên mặt đất. Nhảy lên sàn nhà, theo đốt tất cả ngượng ngùng sầu não bỗng nhiên linh hoạt rời bước kéo theo micro nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng nói cô cũng có một giấc mộng đá lông nheo mũi chân điểm nhẹ trên sân khấu một là dòng nước tồn tại trong dòng sông vĩnh hằng là không khí tươi mát lại vô tình ngửi được mùi hoa thơm dại nắm micro từ bên phải sân khấu sang bên trái dáng vẻ như con mèo cao quý tao nhã nhạc dạo một lần nữa đem micro cắm lên giá cười xấu xa ở ừ hừ nhẹ nhàng bằng âm mũi âm thanh mềm mại khiêu khích dưới khán đài có một người đàn ông mặc áo khoác đen hắn hít mắt kéo áo nhìn thấy cô liếc mắt xuống khán đài đôi mắt quét tới hắn mang theo chút kinh thường nhìn cô chơi đùa với micro dáng vẻ tiêu sái tự mãn nhìn cô nhíu mày cười xấu xa đôi môi trùng chím là sự khiêu khích rất rõ ràng biển khơi hòa ánh nắng tình yêu đất và nước tất cả sẽ cho anh không có gì cản trở cuồng phong vào bầu trời trong xanh tự do bay lượn sau đêm đó em đã quyết định nơi mình muốn đến cô hơi nhắm mắt nắm micro dáng người dịu dàng cử động như là đang triển miên hôn hít với micro nhạc dạo hai tay đặt trên micro đột nhiên xoay hông một cách quyến rũ về mặt rất vô tội dưới khán đài đôi mắt của người đàn ông áo đen càng ngày càng tàn nhẫn quanh thân hắn phát ra hơi thở nguy hiểm giống như dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể hạ cục con mồi. Says, yes, come on. để em dẫn anh ra khỏi giấc mộng. Gokrasi Kamon, nói cho em biết anh muốn đi nơi nào. Hát câu cuối cùng rồi vung tay kéo micro đi vào. Khán giả quên cả vỗ tay, chưa từng gặp qua một nữ hoàng đặc biệt như vậy, nữ hoàng sân khấu. Ga, Chris, thực là quá tuyệt vời. Vừa mới xuống sân khấu, đã được một cái ôm rắn chắc. Nhưng Chris lại vội vàng rãi ruộng. Tôi có việc, hiện tại phải đi. Cái gì? Cô không tham gia tiệc chúc mừng sao? Rất nhiều người muốn làm quen với cô nha. Không được, việc gấp. Để microphone xuống, y phục cũng không kịp đổi, đã vội vàng chạy đi. Cô chọn hành lang hẻo lánh để chạy. Khi thấy cửa ra đã ở trước mắt, thì có một lực ngang ngược cuốn cô vào góc khuất. Trong lòng cô bỗng trầm xuống, hơi thở đàn ông mạnh mẽ lại quen thuộc. Đốt lửa xong rồi muốn chạy sao Đôi tay bị hắn kìm kẹp Người bị áp vào vách tường Chỉ nghe xoẹt xoẹt Là tiếng vải vóc bị xé sách cấp tốc Trong hành lang u ám yên lặng này Nghe thật chói tay Sau đó không hề có sự báo trước Hạ thể bị hung hăng xuyên vào Đau Đổ vô lại Cô giống lên Chỉ là một câu đã bị hắn nuốt hết Nụ hôn dâng trào mãnh liệt Đầu đá lung tung trong miệng của cô Giang lợi bị quấy phá đến đau Mà cô chỉ có thể kêu trong ngực hắn Không phản kháng được nửa phần Hắn mang hai chân của cô vòng trên eo mình Cô lập tức mất trọng tâm Chỉ có thể ôm chặt cổ hắn Hắn đè cô trên vách tường Tư thế thân mật Hành động thân mật Nhưng lại tiến hành trong khung cảnh gay co Cùng với phương thức thô lỗ thế này Rốt cuộc Hắn cũng buông tha cho môi của cô Cắn đứt caravat Gặm cắn cái cổ thon dài cô lại giống hắn là đồ vô lại. Hắn chỉ cười, thở phì phò bên tay cô mà thấp giọng nói. Bảo bối, đừng trách anh không nhắc nhở em, đây là nơi công cộng. Hắn ngậm lấy vảnh tay thanh tú của cô, đầu lưỡi vui đùa. Hai câu sau, liền kìm nén ở cổ họng, cô không dám kêu, cũng không dám xin dị vì đau. Hai mắt cảnh sát nhìn bốn phía xung quanh. Buổi biểu diễn âm nhạc sắp kết thúc, hành lang này tuy hẻo lánh nhưng chưa hẳn đã không có người đi. Cô không chuyên tâm, hắn liền cố ý dùng sức thêm chút. Cô đau đớn đến mức, hốt một ngụm không khí, đánh hắn, đè thấp giọng bên tay hắn, chửi hắn là đồ khốn nạn. Nhưng giọng nói rất mềm mại, một chút uy hiếp cũng không có, giống như đang tán tỉnh hơn. Hắn lại cười nhẹ, tìm đến môi lưỡi của cô. Cô không thể tránh, chỉ có thể nhận đụ hôn của hắn. Lúc này, buổi biểu diễn âm nhạc đã kết thúc, không phải không có người đi hành lang này, mà là ở hai đầu hành lang đã có rất nhiều người mặc đồ đen đứng canh giữ, mọi người nhìn thấy đều chuẩn bước. Cô không hề biết, thân thể vẫn khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, vừa mắng vừa thúc giục lại cầu xin hắn. Trên trán dậy đặc mồ hôi, hắn hôn lên mồ hôi của cô, vẫn làm theo ý của mình, cho đến cuối cùng, từ trên người hắn trượt xuống đứng trên mặt đất, lại phát hiện hai đùi mềm mại không thể đứng vững. Phải bấu víu thân thể của hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn không đỡ cô, cô chỉ có thể bám vào hắn. Hắn lại thổi khí bên tai cô cười nói: "Không muốn chạy sao? Sao lại không chạy đi?" Đổ vô lại. Cô không quan tâm cái gì mà giống, cơ hồ là muốn nhảy lên. Cô như con sư tử nhỏ đang tức giận, hắn lại không hề kiêng nể gì mà cười to tiếng, lấy áo gió bao chặt cô, che đậy thân thể lõa lồ, ôm cô chặt vào lòng. Sau đó, hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, rồi ôm ra khỏi nhà hát. Ngoài cửa, có Rolls Royce Phantom dài, để tài xế mở cửa ngồi vào. Hắn đã hạ bức màn cách âm trong xe xuống, cô ở trong lòng hắn đột nhiên ló đầu ra. Y phục của tôi đâu? Hắn mổ môi của cô. Bảo bối, không thể mặc. Để lại dập hát sao? Người ta thấy thì làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Bảo bối, sẽ có người xử lý. Bàn tay to lớn thăm dò vào trong áo gió, muốn sờ ra thịt mềm mại của cô. Mặt cô vốn đỏ, nay còn đỏ hơn. Lưu manh, nội y của tôi. Hai chữ cuối cùng nói ra thật xấu hổ, xấu hổ đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn giật mình, ra hiệu tài xế dừng xe. Thả cô ngồi trên ghế muốn mở cửa đi ra, cô lại ôm chặt eo của hắn, nằm lấy góc áo nhíu mày nói. Cho tôi bộ quần áo, Áo gió bao bọc cũng không nhiều bao nhiêu Khó có được lúc cô ủy khuất cầu xin hắn Hắn không đi vội vàng Mà ngược lại ngồi xuống ôm cô vào ngực Cọ chóc mũi vào khuôn mặt thơm mát của cô Cầu tôi sao Chân mày của cô cố gắng kìm nén dáng vẻ thập phần khó xử Nửa ngày mới Ừ một tiếng nhỏ như mũi kêu Hắn lại tiến thêm một bước Cắn trên gương mặt nhỏ nhắn một chút Cầu như thế nào đợi đường ngày không thấy đáp án hắn đang tò mò muốn nhìn vẻ mặt của cô người trong lòng đột nhiên trườn ra rồi ra sức đẩy hắn cút sau khi trở về thì thấy cô cuộn tròn thân thể núp trong góc khuất của xe da thịt tuyết trắng đối lập mạnh mẽ với cái ghế da màu đen hắn mò qua ôm cô vào trong ngực cô vẫn cuộn chặt thân thể hắn không thể nào xuống thay được chỉ có thể mơn trớn tấm lưng trần chuồng của cô một tháng nay ở đâu làm cái gì không có phản ứng. Nghe nói, hiện tại sóng nghèo của Roma cũng có người mang đồng hồ cổ là do em tặng. Vẫn không có phản ứng. Kỳ thật, đêm đó chúng ta làm tới 8 lần, em còn chưa trả tiền đâu. Thân thể của cô run rẩy. Sau đó, hắn chỉ ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, rất lâu cũng không có nói chuyện. Cuối cùng lại thở dài, bao hàm cả sự nhẫn nại cùng dung túng vô hạn mà chờ đợi, dàn sát bên tai cô, thấp giọng nói cực kỳ dịu dàng. Tôi nhớ em. Cô ở trong lòng không tự giác mà rung động, nháy mắt liền thấy mềm lòng. Trước kia vẫn cảm thấy đôi mắt của hắn sâu như biển, thần bí thâm thúy. Thì ra giọng nói cũng như vậy, hùng hậu bát ngát đi biển khơi. Từ bốn phương tám hướng mà chậm rãi dâng lên, khiến người ta chìm đắm trong đó. Không biết từ khi nào hắn đã chui đầu vào chất ngực cô ngậm lấy nơi mềm mại của cô trong miệng mút vào thật sâu cô hơi khép mắt cánh tay leo lên lưng của hắn tiếng rên rỉ tràn ra bờ môi thân thể dần dần ngửa ra sau nằm ở trên ghế dựa hắn đẻ lên thân thể của cô hôn lên vảnh tay cô liếm qua liếm lại nói nhớ thân thể của em cô đột nhiên mở to mắt mặt trắng bệnh cái gì cũng chưa nghĩ đã nâng tay tát hắn một tiếng ba giòn tan hắn dường như cũng sửng sốt nâng người nhìn cô trong bóng tối lửa thiêu đỏ cả đôi mắt sau đó chậm rãi nói em lại tức giận cái gì trong xe không mở đèn rất tối nhưng khuôn mặt gần nhau như thế cô có thể thấy được nụ cười như có như không trên môi của hắn nhìn thấy màu xanh lam trong đôi mắt hắn đôi mắt kia có sự trêu tức cùng rõ ràng hình như có thể xuyên qua cơ thể mà nhìn thấu lòng cô nhìn thấy bí mật gì đó trong lòng cô mà ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn thẳng vào. Đẩy hắn mở cửa xe ra động tác rất nhanh nhưng lại bị hắn ôm chặt lại. Điên rồi sao? Xe đang chạy. Dùng mọi sức lực quyết tâm giải thoát khỏi hắn lại bị hắn hung hăng ném vào ghế xe rồi đè lên. Bị xâm nhập, hoàn toàn không thể cử động. Cô cắn từng miếng lên bờ vai của hắn đè mọi phẫn nộ gieo sắc ở nơi ấy. Đầu ngón tay xẹt qua cái lưng rộng lớn của hắn. Tuy cô không để móng tay nhưng cũng đủ để lại mười vết đỏ dài. Hắn rên một tiếng, động tác càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy đau nên răng càng dùng sức. Khi hắn phóng thích trong cơ thể cô, miệng của cô đã có mùi ngai ngái. Hắn rồn rập thở phì phò, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng của cô, hôn chóc mũi cô mà cười nói. Thật là người phụ nữ hung dữ. Cô hất tay của hắn ra xoay người, hắn lại ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt, hôn từng chút từng chút lên gáy của cô nhìn không thấy vẻ mặt của cô nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói rất bình tĩnh cô nói anh trêu chọc tôi hắn đáp lại một tiếng dường như tư tưởng không tập trung men theo cái lưng chân bóng mềm mại của cô mà hôn xuống một đường sau đó lại chậm rãi hôn trở về hôn đến vảnh tay hình như em mới là người trêu chọc tôi trước không phải sao xoay mặt của cô qua cắn từng miếng nhỏ sau đó liệt kê tội của cô ở Tokyo là em tìm thấy tôi ở Las Vegas là em tắm rửa ở khách sạn dụ dỗ tôi ở Roma là em trộm đầu của tôi rồi thua tôi khi nãy là em trên sân khấu cố ý câu dẫn tôi lại cắn từng miếng vì thế bảo bối sao tôi lại là người trêu chọc em được cô không có biểu tình gì chỉ ngẩng đầu lấy khoe mắt nhìn hắn qua một thời gian rất lâu mới đột nhiên nhếch môi cười lạnh thì ra là vậy đúng thế bảo bối dường như hắn không thể hiểu được vẻ mặt của cô chỉ hôn lên chán cô sau đó ôm lấy cô ngồi dậy để cô ngồi dạng chân lên người hắn chậm rãi đẩy vào đôi mày đang nhíu chặt của cô bỗng run rẩy hai cánh tay cố gắng bám vào vai hắn tầm mắt nhìn mắt hắn không biết có phải là ảo giác của hắn hay không Hắn thấy từ khỏi mắt chân mày của cô tràn ra sự quyến rũ, từng chút, từng chút lại tiến vào tim gan của hắn. Lực đạo muốn cô càng lúc càng lớn, thân thể của cô càng lúc càng mềm như nước, mênh mông trên người hắn. Suốt cả một đêm, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Viên, sáng sớm, rốt cuộc, xe cũng ngừng lại ở một ngôi biệt thự phía tây thành phố. Seven từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô đứng ở ngoài ban công, đôi chân trần chuồng, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Từ ban công nhìn ra, có thể nhìn thấy rừng rậm của viên đang nhấp nhô cuộn sóng. Gió rừng nổi lên, thổi vào vạt áo rộng rãi của cô, hiện ra thân thể hết sức yếu ớt dưới cái áo sơ mi. Hắn từ phía sau ôm lấy cô, cô cũng tự nhiên tiến vào lòng hắn. Trên người cô có mùi hương ấm áp sau khi đã tắm gội. Ở trong nắng sớm thế này khiến người ta hết sức mê luyến. Đi du lịch Buenos Aires đi. Cô nói Được Hắn đáp ứng hôn gò má của cô không hỏi vì sao Cô ngẩng đầu lên Đầu lưỡi như có như không Nhẹ nhàng liếm khóe môi của hắn Khiêu khích này khiến toàn thân hắn tê dại Nhìn cô nở nụ cười sáng lạn Dường như hắn nghe cô nói Anh cũng nên biết cái gì mới gọi là dụ dỗ Tiên sinh Xin hỏi muốn uống gì Hai ly coffee Tiên sinh chúng tôi có rượu đỏ rất ngon Cô gái đang ngồi mang tay nghe điện thoại, chơi PSP ngẩng đầu. Có bánh sừng trâu không? Thực xin lỗi tiểu thư, đây là xe đồ uống. Cô gái cúi đầu tiếp tục chơi. Tiên sinh, ngài không muốn thử xem sao? Không cần. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần cái gì không? Bạn gái của tôi muốn bánh sừng trâu Vâng tiên sinh, ngài chờ. Cô gái tiếp viên hàng không có làn da gậy cảm lắc mông rời khỏi, không bao lâu sau đã trở về. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không có bánh sừng trâu. Người đàn ông nhìn màn hình máy tính không ngẩng đầu, tiếp viên hàng không vẫn chưa rời đi. Tiên sinh, đây là lần đầu ngài ngồi chuyến bay này sao? Chiếc kia hình như tôi chưa gặp qua ngài. Người đàn ông cười một chút. Chỉ nhớ cô tiểu thư rất tốt. Vẫn không ngẩng đầu lên. Đương nhiên, ngài có sức quyến rũ nam tính như vậy, chỉ cần gặp qua... Cô gái đang chơi PSP lại ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh nói. Việc anh bị nhiễm HIV AIDS, trước tiên khoan hãy nói với mẹ, tim của bà ấy không tốt. Tiếp viên hàng không lắc mông mau chóng đi xa, cô gái đang ngồi nở nụ cười nham nhở. Người đàn ông thuận tay giúp cô vén mái tóc mai ra sau tai. Trời vui không? Cô gái di chuyển thân thể. Tạm được. Người đàn ông cúi đầu hôn lên gò má cô một chút. Sắp tới rồi. Cô gái thu lại nụ cười, nghiêng thân thể, dán cái chán vào cửa sổ xuyên qua những đám mây như kẹo đường. Cô nhìn thấy sắc xanh của bầu trời, nó như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của Thảo Nguyên Pampas. Thảo Nguyên Pampas, theo ngôn ngữ của hệ ấn, là Thảo Nguyên không cây. Có rất nhiều đất đai màu mỡ, hiện tại, phần lớn diện tích đều làm đồng ruộng cùng bãi cỏ, trở thành kho thóc của thế giới. Giờ phút này đang là hoàng hôn, hiện ra trước mắt Seven, chính là một bãi cỏ vàng bát ngát. Những chú chó chăn cô ly bỏ lại bầy cừu Khoan khoái, chạy qua, vọt vào lòng Chris. Có một người đàn ông khôi ngô từ xa xa gọi đến. Tiểu thư Chris, cô đã tới. Phía đông bãi cỏ có một căn nhà gỗ độc lập, diện tích không lớn nhưng rất đầy đủ. Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, thậm chí còn có một cái sân vườn nhỏ. Trong phòng rất sạch sẽ, hẳn là có người quét dọn thường xuyên. Seven nhanh chóng nhìn bốn phía một vòng. Nhà của em sao? Chris đứng ở bên cửa sổ tưới nước cho cây xương rồng, không nói chuyện. Seven lại nhìn một vòng. Chúng ta ở nơi này sao? Thích ở hay không? Seven cười, nghiêng người, tựa vào cửa phòng ngủ nhìn cô. giường rất nhỏ. Ngủ một giấc, chứ cũng không lan lộn gì. Làm tình không thoải mái. Tay tế hoa dừng lại, Chris chậm rãi quay đầu, xem ra là rất tức giận nhưng cô lại đang cười. Khóe mắt, nếp về dưới thân hắn. Anh phải ở trên giường mới làm được sao? Lặng để vòi hoa sen xuống đi ra ngoài. Seven cười thực vui vẻ, lắc đầu bảo bối vấn đề này em rõ ràng nhất. Đột nhiên hắn nhào lên nhưng lại trục hột. nắng chiều bao phủ thảo nguyên hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang truy đuổi nhau. tiếng thét chói tai cuối cùng Curtis cũng bị bắt vác trên vai. vào phòng Seven một phen hất nhẹ các đồ vật trên bàn dầm một tiếng hắn thả cô lên bàn bình hoa của tôi Curtis đấm hắn anh là đồ vô lại. Môi lưỡi đã bị hôn tới. Sắc trời nhanh chóng chuyển tối. Từ phương xa, tựa hồ chuyển tới tiếng sói chu. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở trên thảo nguyên, chỉ nhìn thấy hai thân hình dây dưa với nhau. Sáng sớm, những con chim ưng hùng dũng bay lượn trên bầu trời thảo nguyên. Seven mở to mắt phát hiện bên cạnh trống không, không khỏi tự cười giễu một tiếng. Sự cảnh giác của hắn thật tệ. Cô gái trong lòng rời đi khi nào hắn cũng không biết. Sắc trời còn chưa rõ. Trong phòng khách mở tối, cô ôm một con thỏ nhỏ, thân thể nho nhỏ cuộn tròn trong ghế sofa xem phim. Hắn tiến qua, đưa tay sờ sờ trên người cô thật lạnh. Hắn ôm cô vào lồng ngực của mình, tay chân chạm vào nhau, cô vặn vẹo thân thể, đầu tựa vào cổ hắn, vẫn tiếp tục ôm con thỏ trong lòng xem phim. Hắn cùng xem một hồi, sắc mặt càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc cũng nhăn mi. Hai người đàn ông kia có gì đẹp mà nhìn? Qua một lúc lâu cô mới nhẹ giọng nói Tôi rất thích ánh mắt của Lương triệu Vĩ Hắn nheo mắt lại Đột nhiên cười lạnh Ôm lấy cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ Cô không quậy cũng không tranh cãi Lặng lặng nhìn hắn thả cô lên giường Nhìn hắn cởi nút áo ngủ Lạnh nhạt nói Sáng sớm đã phát tình Quả nhiên là cầm thú Hắn ngẩng đầu nhìn cô Cũng không tức giận mà chỉ hôn lên mặt cô Bảo bối Em dùng từ mới Cô quay mặt đi không nói chuyện. Hắn lấy lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Trong mắt có sự dịu dàng, chiều mến vô hạn. Đáng tiếc, không có người nhìn thấy. Không muốn sao? Cô dứt khoát nhắm nghiền mắt. Hắn đã cởi ra áo ngủ của cô. Nhìn cô một hồi, lại cài những nút áo lại, ôm cô vào lòng. Cô ngọ nguậy, cánh tay cứng cáp của hắn đã siết chặt, bá đạo ra lệnh. Ngủ đi. Thế là an tĩnh ôm ngủ, ngủ thẳng đến trưa mới dậy, Đại khái là ngủ thẳng giấc nên tinh thần của cô rất tốt. Thu dọn đồng hỗn độn một đêm trước bị hắn gây ra, cô oán hận trách cứ hắn, dáng vẻ dương nhanh mùa vuốt xinh đẹp. Hai người sáng sớm yên tĩnh dựa vào nhau, phẳng phất như đây chỉ là giấc mộng của hắn, hoặc chỉ là một trong các thủ đoạn của cô. Hắn không biết nên đau lòng hay mong đợi. Tủ lạnh chấm không nên phải ra ngoài ăn. Nơi đây từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, vẫn giữ lại rất nhiều kiểu kiến trúc châu Âu tay trong tay đi ngoài đường, không khí tràn ngập nước hoa, cà phê cùng hơi thở của rượu đỏ, giống như đang đi trên đại lộ champs Alice vậy. Một cửa hàng bán đồ gốm sứ nghệ thuật ở ven đường hấp dẫn sự chú ý của cô, bức tường trong suốt có thể nhìn thấy quá trình làm gốm sứ nghệ thuật của nhân viên cửa hàng, nhào nặn, kéo dài tô màu. Cô nhìn rất tỉ mỉ, hắn từ sau lưng ôm lấy cô. "Thích sao?" Cô gật đầu. "Rất thú vị." Hắn hôn lên mặt cô Đi đến quán cà phê cách vách Ngồi một chút đi Sao Cô quay đầu nhìn hắn Hắn liền mổ một cái lên môi cô Hắn nói Tôi trả lại cho em một cái bình hoa Cô không rời khỏi Tiếp tục cách bức tường trong suốt mà nhìn vào trong Nhưng mà người đang làm gồm sứ nghệ thuật lại thay đổi Hắn cúi đầu vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc Xem ra rất mê người Một khối bùn nhào nặn trong bàn tay hắn Dần dần hình thành nên cái bình hoa cùng với cái bình vỡ nát trên bàn của cô giống như đúc trong quán coffee cô bưng ly coffee lên môi ánh mắt vẫn lưu luyến trên cái bình hoa hoa văn ở trên như một con mèo màu đen hắn ôm eo của cô cũng không để ý đây là nơi công cộng mà gặm cắn cái cổ của cô cảm ơn tôi thế nào đây hử cô nghiêng người hừ lạnh một tiếng thu hồi tầm mắt uống cà phê ở cái tivi cách đó không xa đang quảng cáo về cuộc thi khiêu vũ Cuộc thi khiêu vũ này ở Bonus Ice không có gì đáng nói. Điều đáng quý là phần thưởng của nó. Một đôi giày bằng thủy tinh do bà tức phu nhân tặng chỉ xuất hiện một lần trong quảng cáo nhưng không thể che hết sự lộng lẫy trói mắt. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, nhíu mày sau đó hôn cô. Tôi đi ra ngoài một chút, em ở lại đây, đừng chạy loạn. 15 phút sau hắn trở lại quán, chỗ ngồi chỉ còn lại hai ly coffee trên bàn. Đôi mắt tàn nhẫn của hắn đang muốn phát tác thì lại thấy cô để cửa đi vào, trong lòng ôm cái bình hoa. Hắn kéo cô vào trong ngực, nghiêm nghị chất vấn. Đi đâu? Cô lại hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Anh tìm cách lấy thiệp mời vũ hội đêm mai của bác tức phu nhân đi. Hắn dững sờ một lát, biểu tình lập tức thay đổi, cúi đầu muốn hôn cô, lại bị cô đẩy ra sau, liếc mắt một cái, hắn cũng chỉ cười ha hả. Trạng vạng đã trở lại thảo nguyên, cô tự tay làm bữa tối, hắn đứng ở cửa nhà bếp mà nhìn nhìn dáng vẻ bận rộn của cô như một người vợ hiền lành người vợ hiền lành của hắn lập tức bản thân hắn cũng bị chấn kinh vì suy nghĩ này khi ăn cơm không khí có vẻ buồn tẻ khẩu vị của hắn lại rất tốt quét hết tất cả đồ ăn ăn xong bữa tối thì cô để hắn rửa chén còn cô thì đi tắm rửa vừa mới ra khỏi phòng tắm đã bị hắn ôm ngang lấy eo đi lên giường vừa bắt buộc vừa thân mật mà muốn cô hai lần sau khi kết thúc thì cô theo thường lệ xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn cũng như thường lệ mà nắm lấy non mềm của cô trong lòng bàn tay. Nắn nhẹ, chậm rãi vân vê. Hắn gặm hôn bờ vai của cô, nói Tôi có chút việc, tạm thời phải rời khỏi bonus ice. Thân thể của cô cứng ngắc một chút không nói chuyện. Hắn dường như nở nụ cười, hôn hít khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của cô. Ngày mai sẽ trở về. Cô nghiêng bờ vai va vào hắn. Màu cút đi. Hắn lại không đi mà liếm lát vành tay của cô, chọc cô đến tức giận. Sau đó muốn thêm cô một lần rồi mới hài lòng thỏa dạ. Còn chưa đi ra khỏi phòng ngủ đã quay trở về, chống hai tay ở trên giường, nhéo mắt nói. Em hứa với tôi là không chạy đi. Thân thể cô vẫn còn mềm nhũn đôi mắt của hắn vẫn còn dục vọng. Địa bàn của tôi, tôi chạy làm gì? Hắn nhìn không được hôn cô, hôn thật sâu, thật lâu mới chịu rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, hắn đã trở lại thảo nguyên. Ngoài ngôi nhà gỗ, đã nghe thấy giọng nói, hắn đẩy cửa phòng khách, quả nhiên, thấy cô cuộn người, ôm con thỏ ngủ trên sofa. Bộ phim đang chiếu có tông màu rất tối, ánh sáng màu xám trắng chưa tới khuôn mặt cô, chỉ thấy có sự cô đơn. Hắn cởi giày, yên lặng đi tới, cực kỳ dịu dàng mà ôm cô lên đi vào phòng ngủ. Hắn cũng nhìn thấy đôi mắt cô đơn của nam diễn viên và cáo sơ mi kẻ sọc trên màn hình TV. Khi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau, cô mở mắt đã nhìn thấy hắn, không có vẻ gì ngạc nhiên. Chỉ là nhanh chóng nhăn mi, như con chó nhỏ ngửi ngửi người hắn. Hắn cười lớn. Không có mùi của phụ nữ khác, trừ em. Cô rời giường, trong lúc lơ đáng lại ấn lên đầu vai hắn. Khóe mắt hắn giật giật, lông mày hơi nhăn lại, sau đó tiếp tục cười. Một tòa kiến trúc màu vàng nhạt theo kiểu Tây Ban Nha, dân bản xứ gọi nó là Rose Place. Chủ nhân xinh đẹp, có chồng là một vị bà tước Tây Ban Nha. Bởi vì không phải là người thích xã sao, nên sau khi chồng chết thì đến Buenos Aires. Sau đó nhanh chóng yêu mến nơi này, yêu những vũ đạo hoang dã ở đây, yêu thích sự nhiệt tình của đàn ông ở đây. Đêm nay, vũ hội xuất hiện một vị khách mà bà vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, Seven Don Budapest. Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khuôn mặt anh Tuấn tự như điêu khắc, dáng vẻ biếng nhát, ánh mắt ngạo mạn, khiến những người phụ nữ phải thét tròi tai khi thấy hắn. Càng khiến phụ nữ thét tròi tai chính là bên cạnh hắn có thêm một người, lại là một cô gái. Cô có thân hình cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mặc một cái áo bành tô màu đen, bên trong là áo sơ mi màu rượu đỏ, caravat thắt trên cổ tùy ý, có phần đẹp trai bất trị cùng với sự hấp dẫn trí mạng. Bà Tức Phu Nhân tim đập run rẩy mà tới nghênh tiếp. Budapest tiên sinh, ngày đến đây quả thật đã vinh hạnh của tôi. Xin hỏi vị này là... Chris Tiểu Thư Xin chào Chris Tiểu Thư, cô quả thật là cực kỳ quyến rũ. Cảm ơn, xin hỏi tôi có thể mời bà nhảy điệu đầu tiên không? Bà Tức Phu Nhân sửng sốt. Bà cho rằng điệu nhảy đầu tiên chính là do Budapest mời. Dù là phụ nữ nhưng người phụ nữ giống như thiếu niên xinh đẹp này lại hết sức quyến rũ. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Bà tức phu nhân ra hiệu cho giàn nhạc, vũ điệu tango vang lên. Cô gái đẹp trai nâng tay theo âm nhạc, mang bà tức phu nhân dẫn vào sàn nhảy. Có lời nói rằng, điệu tango bắt nguồn từ điệu nhảy bí mật của các đôi tình nhân. Nam nữ khiêu vũ dán chặt vào nhau, tay chân tiếp xúc thân mật. Bà tức phu nhân rất thích điệu tango, đặc biệt là khi được nhảy cùng với những bạn nam trẻ tuổi xinh đẹp bạn nhảy đêm nay cũng là lần đầu tiên khiến bạn nảy sinh ra cảm giác mê muội. Thân thể Chris rất mềm mại, cánh tay của cô lại mạnh mẽ, trên người Chris có mùi hương, không phải mùi nước hoa đậm đặc mà là một mùi hương thơm ngát phảng phất tự nhiên. Bước nhảy của Chris tự nhiên lưu loát, bắt chéo chân, đá đùi, nhảy, xoay tròn, dẫn bán tức phu nhân bay lên những đám mây. Mỗi lần ngắn ngủi khi tầm mắt giao nhau, Chris lại phát ra sự sắc bén cùng dụ dỗ khóe môi nở nụ cười xấu xa nhợt nhạt. Bà tước phu nhân cảm thấy đầu mơ màng, hô hấp có chút đỉnh trệ. Bà tước phu nhân lại không nhìn thấy, sau mỗi lần nhìn nhau, Chris cũng nhìn đến một người khác. Là một người đàn ông đang ôm một mỹ nữ khêu gợi nhảy điệu tango mà sắc mặt của người đàn ông ấy càng lúc càng nhiều mây mù. Một bước nhảy xoay tròn thật lớn. Bà tước phu nhân vẫn đang chìm trong bể tình, không thể quay về vòng tay khát vọng kia thì lão đảo tập trung nhìn kỹ Cô gái thân thể cao gầy mấy ôm bà lúc nãy lại như một con chim non mềm mại dựa vào lòng một người đàn ông mặc áo đen mà người đàn ông này cũng như bà đều rất kinh ngạc. Một tay Chris ôm eo Seven một tay cho vào túi áo của hắn ngẩng đầu dán mô lên người hắn lấy giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Ôm tôi lên lầu, ngay bây giờ. Một tay Seven ôm cô lên một tay nâng cái ót của cô rồi hôn cô. Cô không thể tránh còn nhất định phải nhiệt tình đáp lại. Tiếng hít không khí đợt này đến đợt khác vang lên xung quanh. Xê vừa hôn cô vừa mang cô lên lầu. Đám đông tự tách ra hai bên nhường đường. Mãi đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, bà tước phu nhân mới lấy lại tinh thần. Có chút lung túng ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu một lần nữa. Bà tước phu nhân lên lỏi hỏi thăm quản gia mới biết đã có phòng sắp xếp cho khách. Bà kinh ngạc khi thấy Bunapart lại to gan như vậy trong lòng chua lè, cũng không biết là ăn dấm chua của ai. Mà giờ phút này, cùng với tiếng răng rắc của tiếng mở cửa phòng khách, Chris muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn với Seven, nhưng mà tốn rất nhiều sức lực cũng không thể. Mãi đến khi bị hắn đặt trên giường, cô nhẫn tâm cắn một cái mới khiến hắn buông cô ra. Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, từ trong túi áo của hắn lấy ra một cái chìa khóa bằng vàng mà khi nãy cô đã bỏ vào, nhanh chóng đánh giá căn phòng này một vòng sau đó đẩy hắn đến bên cửa sổ. Anh ở đây, chờ một chút. Vừa mới nhảy lên cửa sổ, đã bị hắn từ phía sau ôm xuống dưới. Cô dựng thẳng lông mi gầm nhẹ. Làm gì vậy? Hắn cười thập phần vô hại. Thủ lao của tôi đâu? Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hôn trên mặt hắn một cái. Hắn cười cười rồi chỉ môi của mình. Khoai mắt cô híp lại, hôn một chút lên môi hắn. Hắn vẫn không buông tay, cô gấp rút hôn thêm một cái rồi nói Chờ tôi trở về nói sau, được không? Hắn mỉm cười, khoái mắt tràn ra sự dịu dàng, hôn chán của cô. Cẩn thận chút. Cô lưu loát nhảy lên cửa sổ, mơ hồ. Ừ, một tiếng. Không bao lâu, tiếng nhạc dưới lầu lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó là tiếng kinh hô của báo thức phu nhân. Chris sao có thể là Chris Trên cầu thang, chuyển tới tiếng bước chân hỗn loạn Sắc mặt Seven biến đổi Đang muốn mở cửa ra Thì nghe thấy một tiếng Đừng nhúc nhích Quay đầu lại Đã thấy cô từ cửa sổ nhảy vào Trong tay xách theo một đôi giày thủy tinh Seven nhanh chóng cởi áo khoác ném xuống đất, Đồng thời chạy hai bước đến bên cửa sổ Ôm cô đè lên giường Động tác rất nhanh Vừa mới kéo chăn che đậy thân thể Thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa Buôn đạp bác, tiên sinh Buôn đạp bác, tiên sinh Phối hợp chút Hắn áp chế thân thể đang vặn vẹo của cô, tay thăm dò vào vị trí giữa hai chân cô. Cô rên rỉ thất thanh, đúng lúc này cửa bị mở ra. Một bát tiên... Người tới dừng lại, lập tức rời khỏi. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, đang muốn đẩy hắn ra, thì lại thấy hắn cởi quần dài của cô. Bàn tay to lớn chui vào bên trong, cô đẩy hắn. Người đã đi rồi. Hắn không nói, động tác kiên quyết, ý tứ muốn cô rất rõ ràng. Cô muốn lui thân thể về sau Nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể động Chỉ có thể kích động ôm lấy hai vai của hắn Đừng Chúng ta nhân lúc hỗn loạn này mà đi đi Hắn hoàn toàn không có ý dừng lại Tay đã trượt vào quần Thân thể của cô run lên Ừ Sau đó cắn chặt môi Đầu vùi vào cổ hắn Seven Hắn cứng đờ nhìn cô Khuôn mặt cô rất đỏ Một nửa bị che Một nửa nhìn hắn Tôi không muốn ở bên ngoài Trở về được không Giọng nói mềm mại nũng nịu Nũng nịu lại nũng nịu Hắn nhìn cô chỉ có một phút Nhưng vẻ mặt ngương trọng Ánh mắt biến hóa Trong đó có mấy phần hận ý Cuối cùng chậm rãi giúp cô mặc quần áo Mang áo khoác của lễ phục ở trên tay trai khuất đi đôi giày thủy tinh ở bên dưới Hắn ôm cô ra cửa Trong đại sảnh rất loạn Bà tức phu nhân không biết đang ở đây nào Chỉ có quản gia đi theo xin lỗi mang họ tiễn ra tận cửa ở ngoài. Hắn nâng tay muốn gọi xe thì bị cô ngăn lại. Gấp cái gì? Cô cầm lấy đôi giày trong tay hắn, vẫy gọi một bé trai đang chạy bóng ở ven đường, đem đôi giày cho nó, lại cho nó thêm 20 đồng tiền. Đưa cái này đến trang trại màu đỏ, sẽ có người cho em thêm 20 đồng nữa. Bé trai vui mừng đồng ý, nhanh chóng chạy đi. Nằm lấy tay hắn dẫn đi, hắn lại không động, nhìn cô hỏi. Không trở về sao? Cô cười hì hì ôm hắn. Thời gian còn sớm, chúng ta tham gia vũ hội, vũ hội thật sự. ngẩng đầu mổ lên môi hắn một cái, kéo hắn bỏ chạy. Quảng trường ban đêm, có nhiều người đủ loại màu da. Điệu tango, samba, cha cha cha. Âm thanh của vũ điệu bùng nổ mãnh liệt, tiếng thét trói tai, tiếng vui cười, tiếng vô tay, cuồng dã tự do, dâng trào. Nơi này mới là thiên đường của các vũ điệu. Mọi người ăn mặc đều rất tùy ý, thậm chí có cô gái chỉ bạc mỗi bikini lộ ra những hoa văn xăm trên da thịt thật khác hai người bọn họ mặc quần áo trang trọng chỉnh tề Clint nhanh chóng cởi áo khoác ra kéo caravat thậm chí cởi cả giày ném cho hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hắn cô tươi cười cởi bỏ hai nút thắt áo của sơ mi ở trong gót chân nhẹ nhàng giơ lên sau đó đã trượt vào sàn nhảy Seven mặt lạnh đứng bên cạnh quảng trường Đối với những cô gái có ý đồ quấy rối không quan tâm gì chỉ nhìn chằm chằm một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện kia nhìn cô vui vẻ nhảy múa trong đám người cười không kiêng nể gì thỉnh thoảng lại qua một ánh mắt cho hắn quyến rũ đẹp trai đáng yêu lạnh lùng mềm mại hư hỏng hắn dần dần cũng cười chỉ là nụ cười ở trên miệng nhưng khuôn mặt lại lạnh đến mức khiến người ta không rét vào run do đó không có cô gái nào dám tới gần hắn âm nhạc từ điệu tango chuyển sang điệu samba. Cô bị hai người đàn ông kéo lên vũ đài ở trung tâm của quảng trường. Tay chân khiêu vũ theo tiếng nhạc, cười không kiềm chế. Áo sơ mi vì thấm mồ hôi mà dán vào da thịt toàn thân của cô, hoàn toàn phát họa nên hình dáng xinh đẹp. Đột nhiên, hai nút áo trước ngực lại bung ra. Hắn nhanh chóng chạy tới, lại thấy cô dứt khoát cởi áo sơ mi. Thì ra, bên trong vẫn còn một cái áo ba lỗ nhỏ. Đám người ở dưới đài vì hành động của cô mà thêm điên cuồng gào thét, nhảy múa, âm nhạc lại chuyển từ điệu samba sang điệu paso dop. Một chàng trai trẻ tuổi cao lớn ôm lấy cô, cùng cô nhảy điệu paso dop. Tay chân dây xưa, động tác vuốt ve, bờ môi của cô vẫn nở nụ cười xấu xa như trước. Ánh mắt cô vẫn nhìn hắn, lẳng lơ dụ dỗ, không chút nào che giấu. Khi cô từ sau lưng ôm lấy chàng trai, tùy ý để chàng trai nâng cái đùi thon dài của cô lên, dây vần triệt để bùng nổ hắn xông lên kéo cô qua hung hăng đánh mất quyền lên mặt người kia một trận chiến dã man này quả thật có chút làm nhục dòng họ của hắn làm nhục thân phận của hắn hành vi của Seven như châm ngòi nổ nháy mắt cả quảng trường nổ tung cô nhanh chóng kéo tay hắn chạy đi bỏ lại một đám hỗn loạn ở phía sau vừa chạy vừa cười mãi đến khi chạy tới một vườn hoa vắng vẻ thì hắn dừng lại ôm lấy cô hận không thể đem cô khắc vào xương thịt lại tàn nhẫn hôn lên môi của cô, kéo quần dài xuống rồi tiến vào. Tiếng xiên rỉ của cô bị hắn nuốt hết vào miệng. Hắn ôm chặt cô vào ngực, xâm nhập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn buông môi của cô ra, nhưng vẫn chôn chặt trong cơ thể cô. Lại để cho người đàn ông khác chạm vào một cọng tóc của em, tôi sẽ giết hắn. Giọng nói của hắn tàn nhẫn nhưng rất bình thản. Bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ tin tưởng, hắn nói được thì làm được. Cô nhìn hắn, khỏe môi cười như không cười, chậm rãi nói. Anh tức giận cái gì vậy? Ánh mắt của hắn hung ác, giống như muốn đem cô nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi giống. Em biết tôi đang tức giận cái gì, em biết. Cô nhếch môi, đột nhiên nở nụ cười, rất nhẹ lại xa xôi, khiến người ta nắm bắt không được. Hắn cắn cái cổ tuyết trắng của cô, dục vọng điên cuồng rong ruổi trong cơ thể cô như là muốn bắt lấy cái gì đó nhất định phải bắt được cái gì đó cột theo những va chạm mà ấn tay lên bờ vai của hắn máu chảy ra ướt đẫm áo sơ mi giống như một đóa hoa đang nở rộ trong lòng cô bên cạnh vườn hoa có vài máy phun nước đến thời gian đã hẹn thì tự động phun các cột nước từ xa bắn lên người cô cùng mồ hôi hỗn loạn càng về sau áo sơ mi càng ẩm ướt như là rượu đỏ bị đánh rơi trên thân thể của cô. Sốt cao, 102,8 độ F. Tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc đặc biệt, sáng mai có thể hạ sốt. Người nói chuyện là một cô gái mặc váy dài màu xanh lam, có những bông hoa nhỏ, mái tóc dài màu vàng dưới tung ở phía sau người. Sau khi thu lại ống tiêm, thì lấy ra một bình thuốc màu trắng. Nếu sáng mai vẫn còn sốt, thì cho cô ấy uống hai viên. Cô gái cầm cái hộp thuốc đi đến bên kia giường, Suối tay định cởi đi áo lót của người đàn ông người đàn ông lại nghiêng người tránh đi không cần cô gái nói với giọng nghiêm túc tôi bay hơn nửa vòng trái đất tới đây chỉ ít cũng nên làm việc tới mức tốt nhất bồ đạp bát tiên sinh người đàn ông cười một chút thì không tránh nữa để cho cô gái cởi áo lót để lộ một vòng băng vải trên bờ vai đều đã nhuộm thành máu đỏ cô gái chực chực mấy tiếng lắc đầu xuống tay thật là độc ác cô cẩn thận cắt bỏ băng vải nhưng mà, anh cũng không tệ, với tình huống này cũng có thể ép người ta đến mức phát sốt. Khi xử lý miệng vết thương thì hắn không rên một tiếng, lông mày cũng không cử động, chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, Nằm lấy tay của cô. "Tôi còn nên đến Ấn Độ nói lời chúc mừng với phu nhân không?" Seven quay đầu, lạnh lẽo rắc muốt Đích nhìn cô một cái. "Sofina, hôm nay cô nói quá nhiều." Sofina chớp mắt nhún vai, vô tội tươi cười. Seven quay đầu, ngoài ý muốn lại nhìn thấy cô gái trên giường mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống bàn tay của Sofina trên ngực hắn. Seven liền vô thức di chuyển thân thể, sờ cái má phấn hồng vì sốt của cô. "Tỉnh rồi sao? Có tốt hơn không?" Vẫn sốt rất cao, tầm mắt của cô thong thả rời đi nhìn hắn, lại nhìn cô gái xinh đẹp ở bên giường. Sofina mỉm cười. "Xin chào, tôi là Sofina, bác sĩ của gia tộc Bonaparte." Khóe môi hơi nhếch lên, cô nhìn Sofina cười một chút, lại chậm rãi nhắm mắt. Không biết vì sao, vần có chút buồn bực, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. "Đói không? Muốn ăn chút gì hay không?" Cô khẽ cho mày một chút, vô lực mở miệng. "Đừng phiền." "Gì?" Sì. Sofina nhịn không được cười ra tiếng, vần quay đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. "Đi." Sau khi Sofina rời khỏi Seven nằm trên giường đem Chris ôm vào ngực. Lúc đầu cô còn ngoan ngoãn, sau đó lại không an phận. Một chốc lại muốn uống nước, một chốc lại than nóng. Nửa đêm về sáng thì nó nhức đầu, hừ hừ không ngừng. Đầu cứ nhắm thẳng vào ngực hắn mà cọ cọ. Thân hình xoay tới xoay lui gây sức ép. Chân dài còn quấn lên eo hắn. Có nhiều khi hắn hoài nghi có phải là cô cố ý hay không. Đến dạng sáng cô mới ngủ yên. Hắn cơ bản một đêm cũng không ngủ chỉ nhắm mắt một lát rồi rời giường làm bữa sáng cho cô đầu cháo trắng theo sách dạy đầu ăn lần đầu tiên làm nhưng hương vị cũng không tệ bưng đến cho cô cô lại không muốn ăn hắn khuyên can kết hợp dỗ dành mãi cô mới ăn được một chén sau khi ăn xong hắn nói là do hắn làm cô diễu cợt hèn gì khó ăn như vậy khi cô nói chuyện thì tựa trong lòng hắn không có sức lực nên hơi rủ đầu xuống dáng vẻ rất ngoan ngoãn trên mặt nóng sốt thiêu cháy oán trách như đang làm nũng. Hắn hôn trán của cô, tuy rằng không còn nóng nhưng vẫn dỗ cô uống thuốc. Cơm nước xong thì thật có tinh thần, đương nhiên không ngủ được. Một đêm trước nóng sốt nên người ra đầy mồ hôi, dính dính rất không thoải mái. Cô xuống giường tắm rửa, hắn nói hắn muốn giúp cô tắm rửa, nhưng cô cũng không để ý mà tự đi vào phòng tắm. Hắn đuổi theo cười gật nhà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cô cầm chai dầu gội đầu quăng tới lại bị hắn bắt được, hắn thả về chỗ cũ, điều chỉnh độ ấm của nước, sau đó giúp cô cởi quần áo. Cô vốn đã không có khả năng đánh bại hắn, hiện tại lại càng không được. Một hai động tác, thân thể của cô đã trần trụi, mặc cho hắn ôm vào bồn tắm lớn. Kỳ thật, khả năng hầu hạ người khác của hắn cũng không tệ, dùng sức rất phù hợp. Cô không khỏi hoài nghi, có phải hắn vốn không xuất thân từ ngành nghề hiện tại. Bất giác nói ra kết quả lại rất lấy nụ hôn của hắn. Lỗ mũi của cô vừa mới thông, giờ cứ như bị tắc thở vậy. Hôn môi một lúc thì tay của hắn cũng không ngoan ngoãn nữa, nhẹ nhàng chăm sóc chiếc ngực của cô, dục vọng dần ngẩng cao đầu. Khi cô phát hiện thì đã không còn kịp, trốn tránh không cho hắn vào. Cuối cùng, hắn cũng nhớ tới cô mới khỏi bệnh, không dám gấp rút, dịu dàng hôn hít vút ve cô. Cô tựa đầu trên vai hắn, khuôn mặt khốn khổ thở hừ hừ. Tôi còn bị bệnh Không phải hạ sốt rồi sao Vẫn còn virus sẽ truyền nhiễm Làm tình thì không sao đâu Cũng không phải là hivs Cô tức giận muốn cắn vai của hắn Nhìn thấy băng gạc màu trắng Thì lại không đành lòng Đôi môi khi hạ xuống lại biến thành nụ hôn Hắn cười ha hả mà hôn cô Sau đó tiếp tục làm cho xong Sau khi kết thúc Cô cảm thấy khó chịu nằm trong lòng hắn Sự nũng nịu oán trách nồng đậm anh không thương em Hắn cẩn thận nâng khuôn mặt của cô lên Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ Đột nhiên trong lòng lại mềm mại không thể tưởng tượng được Hắn hôn cái chán của cô Dịu dàng yêu thương Giọng nói cũng dịu dàng Anh thương em còn chưa đủ sao Cô gái nhỏ không có lương tâm Cô cúi mắt không nói chuyện dáng vẻ đáng thương tội nghiệp Nhưng lại khiến người ta không thể nắm bắt Hắn cũng cúi đầu tìm hôn môi cô Cứ ngoan ngoãn như vậy không phải là anh sẽ vui sao? Cô vẫn cúi mắt như trước không nói gì. Ba ngày sau, buổi tối 8 giờ, tại tầng 58 cao nhất của một tòa nhà, quán rượu ngoài trời, có hai người cùng nhau tới, hẳn là khách quen. Ông chủ tự mình đưa rượu lên, dùng tiếng quê hương chào hỏi. Chris, đã hơn nửa năm không gặp, vị này là bạn trai sao? Chris cười. Lát nữa, có thể để tôi hát một bài không? Khuôn mặt ông chủ lộ ra sự vui mừng. Đương nhiên, đương nhiên, cậu cũng không được. Cô cũng biết có rất nhiều người tới đây là vì cô. Đáng tiếc, cô lại rất ít tới. Lại có khách quen vào cửa, ông chủ đi qua tiếp đái, xe vận hỏi. Không phải nhà của em ở đây sao? Vì sao lại ít tới? Chris kinh ngạc. Anh nghe hiểu được sao? Ông chủ là người Quảng Đông Trung Quốc, nói Việt ngữ giống cô. Seven cười hôn mặt của cô. Bà ngoại anh là người Hồng Kông, nhìn vẻ mặt của cô có chút không vui hắn lại thấp giọng dịu dàng nói không sao em có thời gian một đời để có thể hiểu rõ anh chris di chuyển thân thể không tự nhiên mà quay đầu đi xe phần cho rằng cô đang thẹn thùng nên trộm vui mừng nhưng sự thật lại không phải vì nguyên nhân đó chỉ chớp lát sau chris dậy ở chỗ này chờ em một chút đừng có chạy lung tung hắn cười được năm phút sau quán rượu tắt hết ánh đèn một chùm sáng chiếu lên vũ đài nho nhỏ, sau đó lại xuất hiện một bóng dáng khiến mọi người nghẹt thở. Cái áo với ngực màu đen dính sát thân thể, chỉ dùng một cái ghim băng để khóa sau cổ, nổi bật lên hai cánh tay thon dài cùng bờ vai thanh tú trắng nõn. Váy dài phong cách bô màu lửa đỏ kiểu diễm, trên váy có vô số viên đá. Dưới ánh đèn chiếu sáng trở nên lộng lẫy, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Cô đứng thành một tư thế quyến rũ, đầu khẽ nâng, đôi mắt nhìn hắn hắn cảm thấy huyệt thái dương hai bên đang đập mạnh. Tình yêu chỉ là một cuộc vui đùa bình thường, một chút cũng không đáng quý. Đàn ông cũng chỉ là một thứ để tiêu khiển có gì hơn người. Cô nâng lên cái cổ tuyết trắng, ánh mắt cao ngạo xen lẫn ý cười. Một bước chân lại một bước chân, tao nhã, cao quý như nữ vương mà chậm rãi đi xuống sân khấu. Cái gì gọi là tình, cái gì gọi là ý, chỉ là đang tự lừa mình. Cái gì gọi là si, cái gì gọi là mê, chỉ là nam nữ đang diễn kịch. Đầu ngón tay chỉ nhẹ vào trán của một người đàn ông cười xấu xa. Là đàn ông tôi đều thích, cho dù là nghèo khó hay sang giàu. Cô nhanh nhẹn xoay người, khiến người đàn ông kia chụp hụp cánh tay của cô. Là đàn ông tôi đều có thể vứt bỏ, không sợ sự hấp dẫn của hắn. Đôi mắt tàn nhẫn của xe vẩn nheo lại, không nháy mắt mà nhìn cô lượn vòng quanh các vị khách ở đây. Làn váy bay muối như vào hoa lộng lấy, giống như đang chơi trò đi săn. Không ai có thể cưỡng lại được sự quyền rũ và hấp dẫn của cô. Cuối cùng, cô đi đến bên cạnh hắn, đi quanh hắn hai vòng. Nếu anh đã yêu em, là tự anh đi tìm xui xẻo. Đến trước mặt hắn, cười sâu xa, chậm rãi cúi người xuống. Nếu em yêu anh, anh liền tiếng ca đột nhiên ngừng lại môi của cô dường như là dán lên môi hắn nhỏ giọng kiểu mị hỏi hắn yêu em sao hắn biết không thể nói nhưng trong giờ phút này hắn không thể kiểm soát được một chữ đó câu hồ là bột miệng nói ra yêu cô hôn hắn một chút khi hắn vội vã muốn làm sâu thêm nụ hôn này thì cô đã bứt ra nhìn thẳng đôi mắt của hắn hát ra một câu cuối cùng chết trong tay em đồng thời với tiếng vỗ tay vang lên, cô bỗng xé đi cái váy đỏ của mình, bên trong lộ ra một bộ quần áo đen bó sát người. Ngay khi mọi người còn đang bối rối không nói được một câu, thì cô đã nhanh chóng chạy đến mái nhà, quay đầu dài ngón tay ở trên môi nhẹ giọng hừ một tiếng với Seven đang đuổi theo, như là ma lực. Seven cứ thế dừng lại cách cô một bước chân, nhìn cô nở nụ cười nhạt như một bông hoa anh túc, xinh đẹp hơn tất cả. Sau đó hắn nghe cô nói. Game over. Rồi thả người nhảy xuống. Chris. Hắn thiếu chút nữa đã có thể bắt cô lại. Nhưng chỉ có thể nhìn thân thể xinh đẹp của cô lao xuống. Sau lưng mở ra đôi cánh màu đen bay lượn trên không trung. The Hague là thành phố lớn thứ ba nằm ở phía tây của Hà Lan với những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa. Thành phố xinh đẹp bên bờ biển Bắc này luôn là điểm đến ưa thích của du khách. Và tất nhiên nhắc đến Hà Lan chúng ta sẽ nghĩ đến những cánh đồng hoa tuy líp bạt ngàn cùng với những cối xe gió lãng mạn. Xuất phát từ H, một đường thẳng về phía Nam, ven đường có thể nhìn thấy những cánh đồng trồng hoa tuy líp giống như một thảm hoa sặc sỡ sắc màu. Đi xe chừng 20 phút có thể đến một thị trấn nhỏ. Những cái cối say gió thích ý chuyển động trên cánh đồng xanh mượt. Những cô gái đạp xe trên con đường nhỏ nơi làng quê. Những bồn hoa tươi mới trên ban công. Tất cả đều vẽ nên một thị trấn nhỏ yên tĩnh nhàn nhã. Tại bờ biển không xa, có một ngôi nhà nhỏ hai tầng, cửa sổ màu trắng mở rộng, gió biển ướt át, dịu dàng thổi vào phất qua rèm cửa sổ. Phất qua đỏ hoa oải hương màu tím, phất qua những lọn tóc nhỏ ngắn trên trán cô gái. Cô gái mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, ngồi trước cây đàn piano, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đen trắng. Hơi cúi đầu, đôi lúc lại hơi ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, Môi mỏng khẽ mở, thấp giọng ca hát, hát cho chính mình nghe. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay truyền từ cửa tới. Grit quay đầu, đã nhìn thấy một cô gái xấp xỉ tuổi cô đang giơ cao tay. Tôi đã nghe rồi. Grit cười. Sớm như vậy đã đóng cửa hàng rồi à? Cô gái hãy ra gương mặt đau khổ, trong mắt lại không có chút buồn nào. Thật sự là làm ăn không được, không phải là tôi làm miếng đâu. Nói xong thì đi vào phòng đặt một cái hộp màu cà phê xinh đẹp lên đàn piano. Điểm tâm hôm nay là bánh ngọt tiramisu, nếm thử xem. Cứ hít mở hộp giấy ra, sau đó mang cái bánh ngọt tinh xảo nhét vào miệng rồi nhau mắt cười. Ăn ngon lắm. Nghe nói tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là dẫn tôi đi. Cô gái nghiêng người tựa trên cây đàn, tay phải đỡ lấy cái ót, nhíu mày oán hận nói. Cái tiên sinh kia, sao chưa tìm đến nơi này? Cô cũng đã trở về đây 2 tháng Thời gian cũng đủ để hắn lật tung trái đất này lên ba bốn lần rồi Chris không có ngẩng đầu Tiếp tục mang những cái bánh ngọt tinh tế nhét vào miệng Sau khi ăn xong thì vỗ tay Nghiêm túc nhìn cô gái Kitty Sao? Cô gái tên Kitty có chút bị hù dọa bởi ánh mắt của cô Bất giác đứng thẳng thân thể Sau đó nghe cô nói Có phải tôi thiếu cô tiền thuê nhà không? Kitty nhanh chóng nghĩ một chút hình như hình như không có kitty đột nhiên lại cười vậy làm phiền cô mang đến thêm cho tôi một gốc sữa chua tôi muốn hương vị nha đam kitty làm tổ ở ghế sofa chật sữa chua của cô đồng thời kitty cũng đưa tới một khẩu súng lục đẹp màu đen kitty cầm nó khoa tây một chân vài cái rất tàn bạo trả lại cho kitty cô biết là tôi không cần cái này kitty ôm cốc sữa chua của mình mà không nhận lấy khẩu súng mặt mày hớn hở đây cũng không giống súng Đây là súng KT Là thành quả mới nhất của tôi Có thể khống chế tầm bắn cùng liều lượng Một lần tối đa có thể đồng thời hạ 30 con voi Chris nghe vậy Thì thu cổ súng trở về Đùa người trong tay Có thể là do con voi tương đối chậm chạp Kitty lần nữa nhịn xuống xúc động Muốn đập cái gốc sữa chua vào đầu Chris Thở phì phì nói Cô nhất định phải cảm ơn phát minh của tôi Cổ vũ sự sáng tạo của tôi Nói nhanh, nói nhanh Chris bất đắc dĩ nhìn kitty bằng một ánh mắt nghĩ đợi ngày kìm nén ra một câu cố lên một con quạ đen kéo theo một loạt điểm đen quay qua đỉnh đầu kitty cô không còn cách nào khác ngồi trên ghế sofa mở tv cầm điều khiển từ xa nhàm chán thay đổi kênh đột nhiên bị hình ảnh gì đó làm kinh sợ nhanh chóng mở lại kênh vừa rồi sau đó phát ra tiếng thét chói tai a à! sau đó Chris đang chuyên tâm chơi súng ở bên cạnh Mau nhìn, mau nhìn. Chris ngẩng đầu cũng sửng sốt. Trên màn hình TV là một chương trình phỏng vấn. Người phỏng vấn là một phát thanh viên nổi danh thế giới. Được phỏng vấn là một người đàn ông trẻ tuổi rất anh Tuấn. Âu phục màu đen kết hợp với áo sơ mi màu xanh đậm ở trong. Thoải mái cởi bỏ hai nút áo ở trên, hơi mỉm cười nhìn nữ phát thanh viên. Cuộc phỏng vấn đã tiến hành được một lúc. Lúc này chỉ nghe nữ phát thanh viên hỏi. Buôn đập bát tiên sinh, vì tiểu thư có thể cùng ngài đi vào cung điện hôn nhân ấy chắc chắn là rất xinh đẹp đúng không? Người đàn ông đầu tiên là hí nhẹ đôi mắt, sau đó khóe miệng nở nụ cười cực kỳ tự nhiên nói. Tôi yêu cô ấy. Ánh mắt dường như vô ý đảo qua màn hình trước mắt, có tiếng hít không khí của nữ giới vang lên. Tôi biết ngài là người Italia, vì sao lại lựa chọn hát ở Hà Lan để cử hành hôn lễ? Bởi vì Người đàn ông đột nhiên nhìn màn hình, bờ môi cười ấm áp, dịu dàng mở miệng. Cô dâu của tôi đang ở hát. Trong mắt không giấu được sự thâm tình cùng mong chờ, quả thật là chết người, đồng thời bá đạo đem ánh mắt nhìn màn hình như đang nhìn cô gái của hắn. Ánh mắt này khiến Kitty bị điện giật trong nháy mắt, trái tim lỡ một nhịp, quay đầu nhìn clip. Thấy cô đang chôn sâu thân thể nhỏ nhắn vào ghế sofa, chỉ trừ lông mày hơi nhíu lại, thì trên gò bá còn xuất hiện một mảng màu hồng cực nhạt buổi sáng ngày hôm sau cờ đít vừa ngáp vừa để xe hàng ra khỏi cửa sau khi qua sân nhà hàng xóm đột nhiên tỉnh táo tinh thần nhòi người trên cái hàng rào màu trắng gọi cờ đít đang tế hoa trong vườn sao cô vẫn còn ở nhà cờ đít liếc mắt kitty một cái tiếp tục lờ đầu ẻo oải tưới cây kitty cười hì hì cô không chạy đi là tốt nhất tôi thật bong chờ rốt cuộc hắn có thể dùng cách nào mà mang cô vào giáo đường? Chris ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh bỗng nhiên đợi nụ cười giảo hoạt. Tôi cũng rất mong đợi. Cuộc phỏng vấn Budapest của đài truyền hình chỉ dài 17 phút, trong một đêm đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Internet, nhanh chóng nổi tiếng toàn thế giới. Nghe nói có cô thiếu nữ Nhật Bản vì quá si mê mà đã liên tục xem hơn 525 lần. Một câu cuối cùng của Budapest bởi vì cô dâu của tôi ở hết mà Hà Lan trở thành quốc gia có lượng dân cư đi đến cao nhất, khách du lịch càng tăng vọt. Chỉ là ở thị trấn nhỏ phía nam của hấp này, tất cả đều tựa hồ không thay đổi. Tuy rằng khách hàng càng lúc càng nhiều, Kitty 4 giờ chiều vẫn mỗi ngày đóng cửa hàng mang điểm tâm ngọt về nhà. Clip vẫn nhàn nhã để ở trong nhà như trước, chơi đàn piano, đánh guitar, chơi game. Tâm tình tốt thì sẽ đạp xe đạp đi ra ngoài, mua mấy bó hoa tươi ở vườn hoa của thị trấn. Tất cả đều rất yên bình cho đến một buổi sáng sớm hai tuần sau. Kitty mặc áo ngủ lao ra khỏi cửa, mở thùng thư bằng gỗ màu trắng của nhà hàng xóm ra, lật tới lật lui trong cái thùng thư không lớn lắm kia. Có thể là chủ nhân nghe thấy tiếng động nên mở cửa hỏi cô. Cô đang làm cái gì vậy? À, báo chí hôm nay của tôi bị có phê hết lên nên tôi muốn mượn của cô. Là cái này sao? Chris đưa tờ báo trong tay ra, một tấm hình rất lớn, cơ hồ là chiếm hết một trang đầu tiên. Đó là một đôi nam nữ cực kỳ xuất sắc. Người đàn ông tuấn lãng phi phàm chính là Seven Bundapart. Mà nữ giới toàn cầu đang mê mẩn gần đây, cô gái cao quý xinh đẹp, được xem như là hòn ngọc quý của Hoàng thất Hà Lan, công chúa Phoenix, cô dâu tương lai của Bundapart. Tiền nắng từ phía sau, chiều tới rơi trên mặt clip, khiến Kitty không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhìn không rõ biểu tình của cô, chỉ là một mảnh mơ hồ cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa đêm về sáng mới ngủ được, gió biển ban đêm có chút lạnh phất lên gương mặt, trong giấc mộng nhiễu loạn, bầu trời đang mưa, gió, sao lại có gió, rõ ràng trước khi ngủ đã đóng cửa sổ. Cô đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy rèm cửa sổ bị gió vén lên, trong bóng đêm không có tiếng động nào trừ tiếng mưa, trên cái ghế sofa bên cửa sổ có một bóng đen đang ngồi. Thân thể của cô cũng chưa hề động đậy, ngay cả tần suất hô hấp cũng không thay đổi trong bóng tối không khắc gì đang say ngủ chỉ sau một lát đã nghe hắn chậm rãi mở miệng đã lâu không gặp theo sau giọng nói của hắn là ánh sáng dần hiện lên đó là một cây đèn đặt dưới đất bên cạnh ghế sofa là chiếc đèn cổ bằng ngọc lưu ly của Trung Quốc màu hổ phách chiếc đèn mở nhẹ ánh sáng vừa đủ chiếu lên ghế sofa của hắn khuôn mặt anh Tuấn sắc thái ôn hòa như một bức tranh sơn dầu không đậm không nhạt mặt mũi của hắn có chút uể oải biến nhát, hắn khẽ cười, ánh mắt nhìn quanh. chỗ ở không tệ. Ánh đèn không thể chiếu đến giường nên không nhìn rõ khuôn mặt của cô, chỉ cảm thấy cô vẫn yên tĩnh nằm chỗ ấy, trong suy nghĩ có lẽ dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Gần đây có xem tin tức không? Anh muốn kết hôn. Hắn dừng một chút nhưng không thấy phản ứng gì, thì cánh tay chống lên ghế sofa cười. Không định tặng quà gì sao? Hắn tận lực cố gắng dừng lại một chút nữa. Khi muốn cô không ngoan ngoãn thì cô lại càng ngoan ngoãn. Hắn đứng lên, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh sáng bị thân thể của hắn ngăn trở nên cũng không thể nhìn rõ biểu tình của hắn. Chỉ có thân thể cao lớn chậm rãi đẻ lên, thanh âm như thủy triều đánh hút tới. Nhớ anh không? Bàn tay to lớn chụp lên ngực cô, cách áo ngủ nhẹ nhàng nhéo xuống. Cô không trở người tinh tế. Ừ, một tiếng bằng âm mũi, sau đó nhanh chóng ngăn cản bàn tay của hắn. Nhưng tay hắn lại trượt xuống lưng cô, dọc theo sống lưng mà vuốt ve. Bước cô đến gần thêm mấy phần, giọng nói nhẹ nhàng, càng phát ra sự mờ ám. Anh rất nhớ em. Thân thể cô dùng mình, đột nhiên kéo lấy cổ hắn, khiến cái đầu của hắn đi lên, hùng tợn cắn xuống. Hắn không động, mỉm cười chậm rãi nhận ra sự phát tiết của cô. Hai cánh tay cẩn thận nâng bờ vai cô nếu để cô gượng dậy thì sẽ rất mệt mỏi. Tư thế giống như ôm hôn này cũng là một loại thân mật. Không biết qua bao lâu cô mới nhả ra, để chán tại ngực của hắn mà thở dốc. Nghỉ đủ rồi lại đẩy hắn ra. Cút! Cô dùng lực rất lớn khiến hắn thối lui một bước. Hắn lại mặt dày mày dạn tiến gần. Ghen tị sao? Hai cánh tay trông đỡ ở bên cạnh cô cười nói. Nếu em thật sự không đỡ, anh có thể xem xét Cô duỗi tay lên đầu giường, moi ra được một thứ gì đó, liền đập lên đầu hắn. Hắn theo bản năng nghiêng người tránh đi, chỉ nghe thấy âm thanh ầm vang lên. Đột nhiên, như cảm giác được điều gì, hắn quay đầu, mượn ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đồ vật màu tối dễ thương, là một con mèo bằng gốm đã tan nát, đầu rời khỏi thân. Cái đầu bỗng cứng lại, rất đau sau, hắn cũng không động đậy. Sau đó, chậm rãi đứng dậy rời khỏi khi kéo cửa ra quay đầu lại nói hôn lễ định vào ngày chủ nhật tuần sau thích thì có thể tới nhưng anh có chuẩn bị thiếp mời cho em hắn lười biếng ném lại một nụ hôn gió ngủ ngon bảo bối thủ đô của hà lan là amsterdam nhưng bộ máy quản lý của chính phủ cùng với vương cung đều đặt tại hát bởi vậy hát được xưng là kinh đô hoàng gia ngày mùa thu trong sáng bãi cỏ xanh miếc những đứa trẻ vui đùa đây này dường như là đang tổ chức một yến hội nhỏ, nhưng cũng không thể tính là nhỏ. Đang diễn tấu là dàn nhạc giao hưởng hát. Bên trái là vị thủ tướng đang nâng chén rượu nói chuyện. Quay đầu thì có thể thấy nữ hoàng, Công chúa Phoenix mặc lễ phục màu cam tao nhã xinh đẹp, đang khoác lấy cánh tay một người đàn ông, tươi cười dịu dàng đoan trang. Nhiều ký giả đến đây đều bị ngăn ở ngoài, chỉ cho phép chụp ảnh trong khoảng 5 phút khi chiếc nhẫn cưới được mang ra trưng bày. Lúc này, ánh đèn chấp nhoáng hỗn loạn, chiếc nhẫn tuy không lớn nhưng màu sắc hiếm thấy vô cùng, là vô giá, được xưng là viên kim cương thế kỷ. Yến hội qua nửa thời gian, Seven dần dần hết kiên nhẫn, tùy ý tìm lý do muốn rời khỏi. Công chúa Phoenix không có giữ hắn lại, chỉ khách khí nhắc nhở hắn đừng quên vũ hội hóa trang buổi tối. Rời khỏi khu vườn, xem qua hành lang, Seven lại bị tiếng đàn piano hấp dẫn. Trong phòng khách, một cô gái đang đàn piano cô gái cao gầy, mái tóc ngắn màu vàng nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn, thẹn thùng cười dịu dàng. Seven nhớ đến tên của cô, Erin, con gái của bộ trưởng công nghiệp. Đáng tiếc, trẻ sinh đã không thể nói chuyện. Seven không biết, vụ hội hóa trang không nằm trong truyền thống của hoàng gia, bởi vì đây là tiết mục của những người trẻ tuổi, nữ hoàng cùng vương tử đều không tham gia. Thành viên duy nhất của hoàng thất là công chúa Phoenix, hơn nữa có thể dễ dàng nhận ra cô một chiếc khăn quàng bằng lụa màu ngà voi ở trên vai, mái tóc vàng thắt bím sau đầu, một cành ô liu trên mặt nạ, sang trọng cao quý, biểu tượng chỉ thuộc về nữ hoàng hoặc công chúa. Seven mời Fiona nhảy một điệu, công chúa dáng múa tao nhã nhẹ nhàng, cùng hắn phối hợp cũng ăn ý, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ là Seven lại mệt mỏi. Hắn đứng ở một góc khuất không dễ bị nhìn thấy, uống rượu một mình. Tuy rằng là vũ hội hóa trang nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của các khách mời nên không có ai hóa trang kỳ lạ tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản vũ hội này trở nên thật nhàm chán lúc hắn đang chuẩn bị đi về phía công chúa chào tạm biệt để đến chấn nhỏ phía nam hóng gió bước chân vừa muốn đi ánh mắt nhanh chóng bị một thân ảnh thoáng qua ở cửa ngăn trở lễ phục cung đình màu xanh đậm nhìn nghiêng thân hình cực dài mà thẳng cổ áo cùng cổ tay áo lộ ra những đường trắng nạm kim tuyến mặt nạ gen màu xanh đậm nổi bật lên màu trắng của làn da. Môi đỏ tươi giống như đỏ hoa tầng vi nhuộm máu, quỷ mị hoa lệ, quỷ hút máu. Seven nghe thấy mạch máu chảy qua thanh quản, trái tim đập hưng phấn run rẩy. Cửa đít không hề biết sự xuất hiện của mình hấp dẫn chú ý. Cô đang muốn tìm một xó xỉnh hẻo lánh nào đó. Vừa xoay người, đã bị một thân ảnh cao lớn chặn lại. Áo gió màu đen, mũ dạ màu đen, bịt mắt màu đen. Zero, màu đen bởi cô khiêu vũ. Cô chỉ chỉ cổ họng, ra hiệu không thể nói chuyện, sau đó lắc đầu muốn rời khỏi. Lại bị dơ nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tiến vào sân nhảy. Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lộ ra của hắn, cũng là màu xanh nhạt của bầu trời, đang dịu dàng nhìn cô chăm chú, giống như nhìn người mình yêu mến. Chris quay đầu, cô nghĩ hắn đang coi cô như người vừa mới chia tay, người đang lẽ ra nên xuất hiện ở đây này, Erin. Khúc nhạc kết thúc, cô thuận lợi thoát khỏi Zoro một mình ẩn vào khu vườn nhìn đại sảnh rồi tính toán đường đi. Ánh mắt không tự giác quét đến công chúa Phionic, lại không tự giác mà hơi ngẩng đầu, lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy, cô bị bất ngờ không có sự phòng ngự nên không thể tránh. Thân thể cứng ngắc bị xoay qua, ánh đèn đan xen cùng ánh trắng, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, sau lưng cũng có đôi cánh màu đen, mặt nạ màu bạc che khuất một con mắt, hóa trang như Satan. Quả nhiên là hình tượng thích hợp nhất với hắn. Cho dù mặt mũi có vô cùng anh Tuấn, hắn cũng chỉ là một thiên sứ xa đọa Khi cô đang đánh giá hắn, thì hắn cũng đang đánh giá cô. Bởi vì đứng ở góc độ này, ánh đèn trong đại sảnh chiều tới đây rất ít. Trên khuôn mặt cô chủ yếu là ánh trang. Dưới ánh sáng lạnh nhạt màu bạc là chiếc mặt nạ xanh đậm, làn da yếu ớt, môi đỏ đậm, khỏe miệng hơi nhếch lên, xinh đẹp không thể nghi ngờ, chỉ là còn rất yêu mị. Hắn không muốn để người khác thăm dò sự xinh đẹp thuộc về hắn này. Trực giác muốn chùi đi sự xinh đẹp ấy. Hành động đã đi trước ý nghĩ, môi ấn lên. Cái hôn này đối với ai cũng là điều ngoài ý muốn. Cô sững sờ rồi dãy ruộng, tất nhiên là không có kết quả. Vì sao cô luôn luôn không nhớ được? Ở ngực hắn, cô vĩnh viễn không thể tránh thoát. Quỷ hút máu có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng trừ ma vương. Hắn ôm chặt cô, hôn như muốn nuốt cô vậy. Sự nhớ nhung khi va chạm đã không thể kết thúc khi hắn muốn cô thật nhiều. Đương nhiên cũng bao gồm cả nụ hôn của cô. Rốt cuộc cô cũng đẩy được hắn ra, lùi về sau một bước chân. Dưới ánh trăng, sắc môi của cô càng thêm đỏ. Một loạt sắc đỏ khác, không phải đoá từng vi nhuộm máu, mà là hoa hồng tích xương sớm. Ánh mắt của cô phẫn nộ, còn có chút hoài nghi. Hắn biết cô đang hoài nghi cái gì, cười ngả ngớn. Người đẹp Erin của anh vì sao em nhuộm tóc? Cô bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại. Bàn tay tự nhiên ném lên mặt hắn nhưng lại bị hắn nửa đường bắt lấy cổ tay. Hắn thuận lợi kéo cô vào trong ngực, hôn lên cái cổ tuyết trắng. Tiểu mỹ nhân, anh nhớ trước kia em rất ngoan. Một tiếng đồ vô lại, cơ hồ muốn buột ra khỏi miệng. Cô cắn chặt môi, không muốn bại lộ thân phận. Hắn ôm cô tựa vào rào chắn, một tay chặn eo nhỏ của cô, một tay tháo nút thắt của lễ phục với vào trong áo lót tay hắn có chút lạnh khiến cô hơi run rẩy cô níu chặt bờ vai áo khoác của hắn sắc mặt vốn đã yếu ớt giờ phút này lại càng nhìn không thấy biểu tình gì đẩy cây yếm của cô ra tay hắn khoác lên vuốt ve mềm mại tròn đầy của cô môi cũng gần sát cách lấp lụa của áo lót mà hôn lên trái tim đang đập của cô nhắm mắt thở dài phải như vậy có được tất cả của cô ấm áp của cô mềm mại của cô trái tim của cô nhưng mà cô luôn chạy hắn há mồm ngậm chặt đẫy đà của cô hút từ cạn vào sâu đầu lưỡi dịu dàng quấn quanh khiêu khích áo nhỏ nhanh chóng ướt đẫm một mảnh dàn sát trên lồng ngực của cô dính dấp khó chịu còn có gì khác khó chịu nữa anh rất không thích phụ nữ không biết nghe lời anh cho rằng em biết điều này Thân thể đang run rẩy đột nhiên cứng đờ. Cô rõ ràng biết hắn nói lời này là nói với cô, với chính cô. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cô đột nhiên không rõ vì sao bản thân lại yêu người đàn ông này, vì sao lại cho rằng hắn cũng yêu cô. Buông quầy ra. Tiếng quát khẽ từ cửa truyền tới. Thợ dịp Seven quay đầu, clip từ rào chắn nhảy xuống, nhanh chóng sửa sang lại bản thân. Xô xô áo đen đứng ở trong vườn. À bát tiền sinh Bắt đạt thục nữ không phải là việc mà đàn ông lịch sự nên làm. Seven lạnh giọng cười. Không thích nhìn thì cút. Thân hình co lớn của Jojo chưa động, trong tay rút ra một thanh kiếm dài, trong giọng nói có phẫn nộ. Muốn đạp tiên sinh. Seven dứt khoát xoay người qua, sự tươi cười dưới lớp bạt nạ có chút tà mị, cũng đều là những người đàn ông đồ đen. Nhưng Satan cùng Jojo hoàn toàn khác nhau, tà ác cùng chính nghĩa đối lập trước khi rút kiếm, tốt nhất nên biết rõ đối thủ của mình là ai. Đúng không, anh hùng tiên sinh? Âm cuối nhảy lên, rõ ràng là xem thường. Dâu xô gầm nhẹ một tiếng, đâm trường kiếm qua. Sơ vần đã có chuẩn bị, tao nhã nghiêng người tránh đi. Vào lúc này, trên nóc nhà, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Hai người đàn ông bỗng chốc phát hiện, quỷ hút máu đã không thấy đâu. Trên đường cao tốc vùng Duyên Hải, có một chiếc BMW chạy như bay dưới bóng đêm, có thể so với tốc độ đua xe đem hai xe cảnh sát bỏ xa ở phía sau. Nhưng sau đó lại bị hai chiếc Aston Martin đuổi theo. Một chiếc là One 77, một chiếc là DBS. Seven một tay đua xe, một tay tranh thủ rảnh rỗi mà tra thân phận dô dô. FBI sao? Muốn để bắt cô gái của hắn. Seven cười lấy súng ra, nhắm ngay cái đầu của người đàn ông tóc vàng trong một xe. Bành, suy. Tiếng phanh xe hết sức trời tai, bánh xe kéo trên mặt đất một đường lửa thật dài sau mấy lần lật nhào thì rơi xuống biển bmw lẻ loi chờ chọi ngừng trên bờ biển có vô số xe cảnh sát bao vây ở xung quanh nhưng cảnh sát cũng không thu hoạch được gì cách đó một trăm dặm anh công viên yên tĩnh bên bờ biển cô ngồi ở một cầu tàu không mang giày chân trần thả vào trong biển hắn xuống xe chậm rãi đi lên cầu tàu cách mấy bước chân thì ngừng lại ban ngày ở đây trời xanh nước trong rất xinh đẹp nhưng hiện tại dưới bầu trời đêm thì tất cả chỉ có hai màu đen trắng. Gió biển thổi loạn mái tóc của cô, thân hình cô dưới ánh trăng, cô đơn mà nhỏ xinh. Gió biển rất lạnh, cô là người sợ lạnh, chiếc kỳ ngủ đều được hắn ôm vào trong ngực. Hắn có thể tưởng tượng được độ lạnh của nước biển hiện giờ, mở miệng kêu cô. Chris Đệ một hồi lâu, cô rơi lên chiếc nhẫn kim cương, dưới bóng đêm nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, chỉ thấy kim cương lấp lánh sáng. Muốn sao? Cô hỏi hắn, mang giày vào. Cô cười ra tiếng, đem nhẫn kim cương tùy ý xỏ vào đầu ngón tay chơi đùa, chơi đủ rồi thì tao nhã bắn ra, chiếc nhẫn kim cương bay đi nhẹ nhàng rơi vào trong biển. Vỗ vỗ tay đứng lên, phủi mông, cô xoay người xách giày chạy lấy người, đi qua bên cạnh hắn coi như không có việc gì, không hề liếc hắn một cái. Trong khoảnh khắc hắn bắt lấy tay cô, mỉm cười hỏi, "Cho rằng như vậy thì anh không thể kết hôn sao?" bảo bối em thật là dễ thương đơn thuần cô hít mắt nhìn hắn đột nhiên cười thật tươi không biết vì sao trong lòng hắn có chút sợ hãi cô ngửa đầu hôn lên khóe miệng hắn là anh tự tìm bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy cô hất tay hắn ra rời đi ngày chủ nhật trong phòng thay đồ của nhà thờ nốt quyết nhân viên phục vụ gõ cửa bộ đồ apat tiên sinh công chúa điện hạ đã chuẩn bị xong biết rồi Seven nhàn nhã đứng cạnh cửa sổ, không có đổi lễ phục, tựa hồ cũng không có ý muốn đổi. Chỉ chốc lát sau lại có người tới gõ cửa. Buồn đạp à bát tiên sinh, biết rồi. Giọng nói của hắn bình thản, người ngoài cửa do dự một chút. Phía sau có động tĩnh rất nhỏ, hắn chậm rãi xoay người lại. Trong gian phòng, rèm cửa sổ màu trắng, cô xinh đẹp đứng ở chỗ đó, quần áo trắng, khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo như là thiên sứ lạc đường. Hắn cười, Em yêu anh. Cánh tay dơ lên, họng súng tối om nhắm ngay hắn, ngón tay thon dài trắng nõn bóp cò, ánh mắt cô lạnh khốc tiếp lời. Cho nên, anh phải chết trong tay em. Vừa dứt lời thì vang lên một tiếng bang. Một giây trước khi ngã xuống đất, hắn chỉ nghĩ người phụ nữ của hắn quả là cực kỳ quyến rũ. Trong giáo đường, đột nhiên xuất hiện tiếng súng khiến mọi người hoảng sợ vạn phần. Tất cả vọt vào phòng thay đồ, phát hiện bên trong trống không, rèm cửa sổ màu trắng lay động trong gió, cái gì cũng không có, chỉ trừ chữ Grizzly chữ đỏ như máu trên cái gương. Hình ảnh trôi nổi, có tiếng gió, có hương vị của ánh mặt trời, còn có mùi thơm ngát quanh quẩn. Hắn mở to mắt, đập vào mắt là anh đang sớm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gần ngay trước mắt, có thể thấy lông mi hơi nhỏ vệnh lên, thậm chí còn thấy lông tơ mịn như nhung ở tai. Hắn khàn khàn mở miệng. Là thiên đường sao? Thiên sứ bảo bối của anh. Đối với sự tỉnh lại của hắn, cô chẳng hề ngạc nhiên. Cô không quay đầu, chỉ nhớ mắt nghiêng người nhìn hắn. Hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt ấy, ngữ khí ấy, khêu gợi lại rối loạn. Hắn cười. Cô không để ý đến nụ cười của hắn, cúi đầu tiếp tục nhìn cái gì đó. Hình như là một tập tranh. Hắn xoay người, mới nhìn rõ, mới phát hiện có chút khó khăn, tứ chi đều tê liệt. Vất vả lật người, hắn bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Cô dựa vào bên người hắn, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo vừa phủ qua mông, hai chân nhỏ nâng lên, nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve. Lúc này, đột nhiên cô khép tập tranh lại, rất dùng sức, nện vang một tiếng ba. Vứt tập tranh, cầm lấy di động đầu giường, ngồi trồm hỗn vui vẻ ấn một dãy số. Alo, xin chào, xin hỏi là Thái Lan, không biết đối phương nói cái gì mà cô rất vui vẻ vô ý thức lắc lư bả vai tư tưởng không tập trung mà cọ sát lên người hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa ngồi giang chân trên eo hắn hắn lập tức cảm thấy một cọn lửa khô nóng bốc lên từ cổ họng đến khoang mũi áo của cô có ba hạt nút không cài cổ áo sâu trượt đến bờ vai lộ ra xương quay xanh tinh xảo cùng cái vai thanh tú dưới ánh mặt trời chiếu sáng ngời mơ hồ có thể nhìn xuyên qua áo sơ mi bên trong lại trống không. Càng muốn đoạt mạng chính là khi nãy cô tách hai chân ra. Hắn đã thấy quần nhỏ màu trắng sữa in hoa mà tư thế này của cô da thịt bóng loáng của bắp đùi trong dính sát vào thân thể hắn. Toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người cô. Mấy phút sau mới nghe được nội dung điện thoại của cô. Làm con vịt mấy năm ép cô thì lại làm người. Không sao, hắn rất đẹp. Khách nam. Cô dừng một chút tựa như không có nghĩ qua vấn đề này, nhăn mi nhìn hắn một chút, thân thể nghiêng tới trước, ngón tay thon dài xoa mặt hắn, ngẫu nhiên sờ sờ véo véo, cầu véo, cầu véo, cười hì hì. Không thành vấn đề. Đúng. Cầm thụ đều không thành vấn đề. Đúng. Cho nên, anh nên cho giá tốt chút. Xem hàng trước sao. Tốt, anh chờ một chút. Cô dùng điện thoại di động, chụp hình hắn nhanh chóng chuyển qua, sau đó tiếp tục vui vẻ tàn sóc. Như thế nào? Có phải nhìn rất tốt hay không? Vẻ mặt lúc này của cô dương dương tự đắc, cứ như đang khoe bảo bối mình yêu thích vậy. Thân thể hưng phấn xoay tới xoay lui, thiếu chút nữa là có cả cái đuôi vảnh lên. Hắn nheo mắt một chút, không để ý tới nội dung điện thoại mà chính là dáng vẻ này của cô. Nếu hành động được tự nhiên, hắn nhất định đã sớm hung hăng mà ăn cô. Nhất định muốn cô đến mức cô phải cầu xin tha thứ Đại khái là quá hưng phấn nên có chút mệt mỏi. Giọng nói chuyện của cô dần mềm xuống, như khúc xương mệt mỏi, uể oải nằm trên người hắn. Không được, ít nhất phải thêm hai vạn. Không thương lượng. Ngón tay bỏ lên miệng vết thương trên ngực hắn chơi đùa. Thể lực không có vấn đề, cứ yên tâm. Làm sao tôi biết? Thử qua thôi. Cúp điện thoại, cô gối đầu trên ngực hắn, một lòng một dạ chơi đùa với vết thương của hắn. Tay hắn mỏ lên cái mông nhỏ của cô, lại bị cô hất xuống, hắn thừa dịp nắm lấy tay cô, cách lớp áo sơ mi vuốt ve cánh tay của cô, cô cũng dần dần để hắn sờ. Không lâu sau, hắn phát ra tiếng cười khó chịu. "Thì ra em thích nằm ở trên." Ngón tay trên vết thương của hắn dùng sức. "Không hỏi chút về hôn lễ của anh sao?" Ai thèm để ý. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cắn chặt mắt hắn. "Anh không định kết hôn thật." Hắn cười. "Có lẽ tùy tâm tình. Cô đột nhiên hôn hắn, cái lưỡi nhỏ trượt vào, học cách cắn nuốt của hắn, bởi eo vặn vẹo như gần như xa ăn hắn. Hắn lập tức muốn xé nát cái quần nhỏ của cô, lại bị cô đè tay lại. Lần đầu tiên hắn vô lực như vậy, thật thận. Cô rời khỏi môi của hắn, nhìn hắn thở hổn hển đầu đầy bồ hôi, mặt cười quyến rũ, cắn từng miếng bên tai hắn. Không ngờ, hắn còn có thể nằm lấy eo của cô trong mắt là sự vội vàng cùng lửa cháy. Bảo bối. Cô cười càng thêm tự mãn, hôn trên chăn hắn một chút, khêu gợi nói. Chỉ vậy thôi. Sau đó hất tay hắn ra, rưỡi cái lưng rời đi. Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ vẫn còn ở Hà Lan, có lẽ là nơi nào đó gần hát. Đây này có lẽ là một cái máy say gió, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy những con sông đang uốn lượn quanh những cánh đồng cỏ xanh mượt cùng người yêu nghỉ ngơi ở một nơi như thế này thì thật là một sự lựa chọn lãng mạn. Mở chiếc đồng hồ là máy thu ra, Ót tóc xoăn xuất hiện trên màn hình cỡ nhỏ. Tiên sinh, hiện tại, ngài đang ở trang trại cuối xe gió ở Hà Lan. Đây là một phần sản nghiệp của tiểu thư Chris. Trước mắt chỉ có hai người ở chỗ này. Tin tức ngài mất tích đã được phong tỏa toàn diện. Hoàng thất tuyên bố với người ngoài ngài bị bệnh cấp tính. Eleven tiên sinh cuối tháng sau sẽ cùng công chúa thành hôn. Làm rất tốt, Báo cáo xong việc chính Óc thay đổi bộ mặt nhiều chuyện Cứ đít tiểu thư không ở bên ngài sao Dáng vẻ hôm đó của tiểu thư thật mê người Sắc mặt xê biến đổi Cậu đặt máy theo dõi sao Ngày nghỉ sau tháng cuối năm này của cậu vào well đều bị hủy Nói xong thì tắt thiết bị thu hình Dây cuối cùng thấy được khuôn mặt sụp đổ của ót Đứng tựa bên cửa sổ Hắn đánh giá căn phòng này sạch sẽ bình thường Thậm chí có chút cũ kỹ giống như căn bản không có ai ở. Trên bàn cắm một cây nến, đầu giường có chút vật trang trí nhỏ, có khả năng là đến từ bảo tàng nào đó ở Paris, hoặc cũng có thể là bảo tàng tại New York, nơi này là phòng cắt đồ ăn trộm. Mở cửa phòng xuống lầu, cầu thang là những tấm ván gỗ kiểu cũ, khi dẫm chân lên thậm chí còn phát ra tiếng kéo kẹt. Trên vách tường cầu thang như là trưng bày triển lãm các danh họa thế giới. Van Gogh, Picasso còn có bức tranh sơn dầu cực kỳ lớn cơ hồ là chiếm diện tích thật lớn. Trong tranh, vẽ người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khỏe miệng mỉm cười, đôi mắt xanh như biển, là hắn. Cửa bị đẩy ra, mang vào một cơn gió lạnh cùng ẩm ướt, cô rụt thân thể chạy vào, y phục ướt hơn một nửa, đóng cửa ngẩng đầu đã thấy hắn, sừng sốt một chút, nhìn bức họa lại nhìn hắn. Họ cứ như vậy mà không nói gì, vào trạng vạng của một ngày mưa, trên cầu thang gỗ kiểu cũ, không gian mờ ảo, không khí thật đặc biệt, ấm áp, nhớ nhung, thương cảm, rung động. Cô rụt đầu, bước một bước lên cầu thang trong miệng lầm bầm. Dược liệu của thuốc sao có thể như vậy? Ngộ! Bị hắn chế trụ eo, ôm vào lòng mà hôn. Nụ hôn như rượu ngon, rượu ràng đến say lòng người. Cô trợn to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, lông mi dày mà nhỏ, cọ sát lên mặt khiến cô ngơ ngứa. Vẻ mặt rượu dàng mà say mê, chân thành cùng yêu thương. Bên ngoài mưa rơi tí tách, trái tim rung động như nụ hôn đầu khi ấy. Hắn ôm cô lên lầu, để trên giường ở phòng ngủ, lột bỏ ra tầng tầng lớp lớp quần áo, lộ ra thân thể chân bóng tuyết trắng, cô nhíu mi thẹn thùng nhìn hắn. Hôn hít ra thịt, mỗi một tấc đều khiến cô run rẩy. Hắn thích nghe cô rên rỉ, mềm mại, mềm mại lại nũng nịu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trong bắp đùi. Cô nhạy cảm khép hai chân Nước trong lòng hắn run rẩy. Seven, Seven. Cho cô một nụ hôn an ủi, hắn tách ra đôi chân thon dài, lấy lòng bàn tay mềm mại vuốt ve, sau đó cúi đầu hôn hít, mút, lấy cái lưỡi mềm mại thăm dò vào giữa hai đùi cô. Cô càng thêm co rút lại, mềm mại rên rỉ, như là khóc. Ngón tay khi đóng khi mở như muốn nắm lấy cái gì đó. Cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan xen vào một chỗ Seven. Cô vô thức mà rên rỉ gọi tên hắn. Seven. Tiến vào dễ dàng hơn so với trước kia, cô tự động quấn chân lên eo của hắn, hai cánh tay ôm lấy bờ vai hắn, theo sự chuyển động của hắn cùng nhau cọ sát. Sau mấy trận yêu, cuối cùng họ cùng nhau ôm ấp, hút lấy hơi thở của nhau. Một nửa thế giới cũng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tuy rằng điệu nhạc rất dễ nghe, nhưng cũng khiến người ta tức giận. Cô uốn éo trong lòng hắn, hắn bắt máy, nghe bên kia nói gì đó thì chỉ quăng sao một câu. Không bán. Ném điện thoại xuống. Cô mơ hồ dương mắt. Cái gì vậy? Hắn hôn, chán, gò bá, lỗ mũi, lạn môi, cằm, vành tai, nơi nào cũng đều bị hôn. Bảo bối, anh muốn yêu em, lại để anh yêu em nào. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt gật đầu, hồ đồ như cô bé quảng khăn đỏ ôm cô trong lòng một tay hắn nhốt chặt eo nhỏ của cô một tay hắn so nắn mềm mại của cô thân thể tuyết trắng bị hắn vuốt ve đến run rẩy cô mơ mơ màng màng dãy giụa không cần seven nhưng cô càng kêu nũng nịu như vậy hắn càng không dừng lại được chỉ một lần rồi lại một lần hôn cô bảo bối một lần nữa một lần nữa là tốt rồi ngoan seven kêu anh sao Seven. sau cơn mưa trời lại sáng trải trận mưa cả đêm màu xanh của bầu trời càng đẹp cô chậm rãi mở to mắt đang lúc vẫn mơ hồ thì thầy hắn nghiêng đầu nhìn cô bàn tay vẫn theo thường lệ bà bao phủ trước ngực của cô thói quen xấu cô dậu môi hất tay hắn ra xoay người hắn liền từ sau ôm lấy cô ôm rất lâu bàn tay to vươn đến trước mắt cô chậm rãi tháo xuống một chiếc nhẫn bạc kỳ thật cô đã sớm chú ý đến cái nhẫn ấy. Hoa văn cực kỳ phức tạp, như là hoa văn của một nền văn minh cổ đại nào đó. Mà tay hắn nhẹ nhàng xoay xoay, cái nhẫn đã biến thành hai cái. Hắn cầm một cái nhỏ hơn, chậm rãi mang bằng ngón áp út của cô nói. Năm đó, khi anh kế thừa sự nghiệp của gia tộc, bà anh đã đem đôi nhẫn này cho anh. Hắn dịu dàng cười một chút. Nhìn thấy nó, xem như nhìn thấy anh. Anh là ai? Seven Don Bono Xe vần của em Cô nghịch ngợm cười Vợ của anh sao Hắn cười hôn mu bàn tay của cô thấp giọng nói Gả cho anh Cô mặc áo rời giường Hắn nằm ở bên cạnh vuốt ve bởi eo trắng nõn Bảo bối Kỹ thuật cùng thể lực của anh Còn chưa vừa lòng sao Cô chỉnh hắn Đi làm bữa sáng cho anh Hắn cười Vợ trứng tráng chín bảy phần Anh không muốn sữa tươi một cây cối bay qua, cho gì ăn đấy?" Hắn cười lớn, bắt lấy cái gối, đã không còn thấy thân ảnh nhỏ kia. 5 phút, hắn chờ cô vợ nhỏ gọi hắn rời giường ăn sáng. 10 phút, hắn vẫn đang chờ. 15 phút, hắn vẫn đang chờ. 20 phút, hắn lao xuống lầu. Sữa bò ấm nóng, trứng tráng cũng chuẩn bị xong, dưới giỏ bánh mì có một tờ giấy. "Đừng tìm em, chờ em tìm anh." Nhận lấy đi. Kết hôn không đồng ý. nhiều khóa chặt cửa. Cô để lại lời nhắn chính là nội dung của bài hát 88 người bạn của Lý Vũ Xuân. Và thật trùng hợp là tên tiếng Anh của cô ca sĩ cũng là Chris Lee. Cairo, thủ đô của Ai Cập. Từ này bắt đầu từ tiếng Ả Rập có nghĩa là khải hoàn. Nhắc đến Ai Cập, người ta sẽ nhắc đến Cairo. Nhắc đến Cairo thì phải nói tới dòng sông Nin huyền thoại. Những kim tự tháp khổng lồ, cái ốc đảo xinh đẹp cùng những sa mạc bao la Thành phố Cairo là thành phố lớn nhất châu Phi và là trung tâm thương mại, học thuật và văn hóa nổi tiếng. Sáng sớm, một công ty chuyển phát nhanh ở Pepi gửi đi một gói hàng màu lam nhạt tới Roma đã là sáng sớm, ngày mới bắt đầu. Nhân viên chuyển phát có cửa sân trang Simon. Một phút đồng hồ sau, quản gia James đã bưng một cái khay bạc đứng trước cửa phòng ngủ chính. Trong khay bạc chính là gói hàng màu xanh nhạt. Tiên sinh, ngài có chuyển phát nhanh là tiểu thư Chris gửi. Đồng lúc Seven đã rời giường, hắn đi qua, nhận lấy gói hàng cẩn thận mở ra. Là một chậu xương rồng màu trắng kèm theo một máy ghi âm nhỏ. Mang chậu xương rồng đặt lên cửa sổ, tưới một chút nước, hắn đi vào phòng tắm. Máy ghi âm để trên bồn rửa mặt, bật lên, giọng nói khiến hắn nhớ nhung bay ra. Alo, alo, alo. Ừ, chất lượng âm thanh không tệ lắm. Hắn không nói gì, vẫn chưa phát hiện ra bản thân đang cười. Hello, xin chào bạn nhỏ Seven. Đây là máy ghi âm của em mới mua, nó có tên Nga, gọi là Người Dương Dương. Có phải rất dễ thương hay không? Hắn tự động bỏ qua cái tên mà nhìn máy ghi âm một cái. Trên đó có một con dê hoạt hình, thật là ngốc. Có lẽ những đứa con nít sẽ thích. Cái nhẫn này, rốt cuộc là làm bằng gì nha? Hỏi qua rất nhiều người buôn bán châu báu, họ đều bảo không biết. Ấy ấy, không phải là em đang đi hỏi giá tiền. Anh cầm tinh con gì? Đừng nói là thỏ nha. Quên đi, Thỏ cùng chuột ở cùng nhau cũng không tệ Gần đây đang làm cái gì vậy Có phải nhớ em đến không ngủ được không Chào ôi thật đáng thương Tay cậu dâu của hắn run lên một chút Trên cằm lưu lại vết máu nhợt nhạt Hôm nay Ở bảo tàng Metropolitan Em thấy một cái bình hoa rất xinh đẹp Hôm nào đó anh có thể làm cho em một cái không Oa à, oa à, Công chúa Phoenix đã kết hôn Chú rể không phải là anh kìa Hiện tại anh đang ở hất sao hay là lén trốn ở trong nhà khóc nha Hắn rửa mặt xong Cầm máy ghi âm đến phòng đựng quần áo Ngón tay chảy bổ hôi Thiếu chút nữa đã cầm không được cái con dê hoạt hình chân nhãn ấy Người Eskimo thật nhiệt tình Nhưng mà nơi này thật là lạnh Vì sao lại không có chim cánh cụt nha Chúng ta đưa mở con đi Buổi chiều Nghe một buổi tọa đàm tại Đại học Oxford À nói cái gì ấy nhỉ Người thuyết trình nói Đàn ông khi tuổi còn trẻ Thì hãy tiết chế một chút mới tốt khóe miệng hắn co giúp. Màu sắc của triệu xương rồng này rất đặc biệt, anh chăm sóc nó giúp em. Bên này có một anh thật đẹp trai, hơn cả anh nha. Chào ôi, có nên hỏi điện thoại của hắn hay không? Hắn mặc áo sơ mi soi gương, đôi mắt híp lại. Anh ngoan ngoãn một chút, không được tìm phụ nữ. Biển thật xanh, em thích ở bên bờ biển, muốn ăn món cay tứ xuyên. Em sẽ tìm anh, mãi cho đến khi em trở thành một thói quen của anh. Bye. Cạch. Giọng nói của cô đột nhiên biến mất, khiến cho căn phòng yên tĩnh. Hắn đứng sững sờ trước cái gương to một lát, nắm chặt máy ghi âm hoạt hình ở trong lòng bàn tay, xoay người rời khỏi phòng ngủ, mặt mũi khôi phục vẻ bình tĩnh. James Eskimo rất yên tĩnh, nên cô có thể ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại. Chris ngáp một cái rồi rời giường, ánh mắt trời trong suốt chiếu xuống. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bờ biển xanh mênh mông vô hạn, rất đẹp như thiên đường vậy. Cô thoải mái uốn mình nằm trong ghế phơi nắng chiều, nhìn bến tàu không xa. Ở đó có một chiếc trực thăng đang dần chậm rãi hạ xuống. Một cái bàn dài bày trước mặt cô, quản gia James mặc tay phục màu đen chào hỏi với cô. Những cái khay được đưa lên bàn, clip rất có tinh thần ngồi xuống, ánh mắt mong đợi. Có thơm cay xào cua không? Quản gia James gật đầu, vén vải, che một cái khay bạc lên. Có lòng gà chua cay không? James quản gia lại gật đầu Lại sắp lên một chỉnh ngân tre Có mực tâm tiêu không? Có thịt bò nướng cay không? Có Nhìn đồ ăn đầy bàn Cờ đít rất không có tiền đồ mà nốt bực ngụm nước bọt Cuối cùng một bó hoa hồng đỏ đưa lên bàn Cắm trong bình thủy tinh Xinh đẹp ướt át Quản gia James xoay người Mời cô thưởng thức Cảm ơn Bát đĩa sẽ có người đến thu dọn Xin hỏi cô còn dặn dò gì không? Không có, cảm ơn Tiên sinh, chúc có chơi vui vẻ. Cho tôi gửi lời cảm ơn hắn. Quản gia James xoay người, máy bay trực thăng nhanh chóng biến mất nơi chân trời, phảng phất như nó chưa hề xuất hiện nếu không có bản thức ăn ngon để lại làm bằng chứng. Không có giày tiểu thư clip dùng bữa tối, chúng ta sẽ rời khỏi Tahiti, đem màn ảnh chuyển về một nơi khác của trái đất, biển đỏ, quốc gia sa bạc, ốc đảo sông Ninh, thời gian là vào một tuần lễ sau. Hoàng hôn dần chìm bờ sông Ninh, mang theo ánh sáng của thần mặt trời Atum. Ánh trời cuối chiều rơi vào hai bên bờ sông, nhờ một tầng sáng lên những cây cọ. Ánh sáng lấp lánh tỏa sáng trong bóng chiều, trông như những ngôi sao óng ánh trên đỉnh cây đũa thần, khiến cho thành phố cổ trang nghiêm này thêm hoa lệ lộng lẫy vào đêm. Buổi tối ở Cairo không khác gì những thành phố khác, ngoại trừ việc trong không khí thỉnh thoảng lại thổi qua mùi cá nướng thơm lừng. Chiếc du thuyền sang trọng với ánh đèn lộng lẫy dừng bên bờ sông Nin trên thuyền rất náo nhiệt những cô gái nhảy mặc váy xiêm lệ uốn éo bởi eo nhỏ múa bụng trên sàn tàu khăn che mặt che hết đi dung nhan chỉ để lộ ra đôi mắt khiến bao người mơ mộng trong một căn phòng trên thuyền tụ tập đầy các du khách đến từ khắp thế giới cho dù là bên bàn tiệc đứng quầy bar hay bên sân khấu mọi chỗ đều kín người một ly martini chàng trai trẻ bên trong quầy bar theo lời đi pha rượu nhìn bầu da hẳn là người ai cập Người khách tựa bên quầy ba Hết nhìn đông lại nhìn tay Bartender đâu Chàng trai nhếch miệng cười Lộ ra hai hàm răng trắng Cầm chỉ lên sân khấu Người đang biểu diễn ảo thuật đấy Đám người trước sân khấu đều dâng trào mãnh liệt Điều khác biệt là Ảo thuật vốn hay thu hút những khán giả nhí Nhưng ở đây có rất nhiều người trưởng thành Đặc biệt là đàn ông Tất cả đều chuyên chú chờ đợi người biểu diễn trên sân khấu Đó là một nữ ảo thuật gia trẻ tuổi Áo sơ mi bầu da Vật liệu may mặc dính sát thân thể, những tua rua màu đen xung quanh áo chuyển động theo những bước nhảy của cơ thể, giống như quanh cơ thể cô có một lớp lụa mỏng, bởi eo nhỏ lại rất mềm mại, như ẩn như hiện. Quần màu đen bó sát người tôn lên cái chân dài lại thon đẹp, đôi giày bó cũng màu đen lại khiến cô trở nên đẹp trai quyến rũ. Càng đẹp hơn là tư thái của cô, cho dù là từ bàn trắng biến ra một bông hồng hay từ chiếc mũ đen mang ra một con mèo. Ảo thuật tao nhã, tùy ý xoay hông, một cái xoay người, một ánh mắt nhung nhớ, một nét cười thoáng qua, thật khêu gợi. Trong ánh đèn mông lung của sân khấu, nữ ảo thuật gia đang thực hiện màn biểu diễn cắt ngang người. Tuy là màn diễn cũ, nhưng điều đáng quan tâm chính là dáng người xinh đẹp của nữ ảo thuật gia. Hơn nữa, thứ bị cắt không phải là người, mà là bức tượng của nữ hoàng Ai Cập. Mọi tầm mắt đều tập trung lên người của nữ ảo thuật gia bao gồm cả hai người đàn ông cực kỳ xuất sắc đứng ở hai bên sân khấu. Một người mặc quần áo trắng, đôi mắt màu xanh nhạt, khuôn mặt mê người cùng nụ cười lãnh đạm. Người khác mặc áo sơ mi màu xám, màu tóc màu vàng nhạt, thân hình thon dài mà cường tráng, toát lên khí chất tao nhã, cao quý. Mà lúc này, có một cô gái bước từ trên cầu thang xoay tròn từ tầng 2 đi xuống, làn da màu lúa mì, đôi môi đỏ tươi, mái tóc đen dài thẳng mượt buông tới eo váy da báo, ủng da màu đen, tất cả đều toát lên vẻ bí ẩn của thần nữ. Người đẹp đầu tiên là liếc mắt nhìn nữ ảo thuật gia trên sân khấu, khoai mắt lườm người đàn ông áo xám, lắc nhẹ bờ eo đi đến bên kia sân khấu, đến bên cạnh người đàn ông mặc quần áo trắng. Đang ở đâu? Người đàn ông vẫn nhìn sân khấu, qua vài giây mới đáp. Khách sạn Winter Place. Cô gái đứng thẳng người, đôi môi đỏ mọng, tiến đến bên lỗ tai hắn, mở ám nói, Đêm nay đợi em. Người đàn ông vẫn nhìn chầm chầm trên sân khấu, từ chối cho ý kiến. Cô gái nhìn lại nữ ảo thuật ra trên đài, Khóe miệng nở nụ cười lạnh, xoay mông đi về phía người đàn ông áo xám, quyền rũ kéo cánh tay của hắn. Đa Linh, tiện sinh Bùi đã đến. Khác với khoang thuyền chật trội ồn ào ở lầu 1, tầng 2 của du thuyền được bài trí càng thêm xa hoa, cũng càng yên tĩnh. Tại đây, có mấy người đàn ông đang chơi bài, Bên cạnh có mấy người đẹp tiếp khách, màn hình cực lớn treo lơ lửng trên sofa. Có hai người đàn ông đang ngồi xem đua ngựa. Tại cửa, có sáu người vệ sĩ đang ân cần nói chuyện với khách tới. Người đàn ông áo xám, khoác tay người đẹp váy xa báo đi tới. Xê Vân đã đến sao? Mới đến. Người đàn ông mặt dài đang trái ôm phải ấm ở bên quầy ba mở miệng. Tên ấy trực tiếp dùng tàu chở dầu xa hoa của hắn mà đến. Thật là kiêu ngạo. Ai kiêu ngạo? một giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ phía bên cầu thang khác. Tất cả mọi người quay đầu. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi đến, mang kính dâm cũng màu đen. Trong tay mang theo một cô gái tóc vàng, váy dài màu hoa hồng, cực kỳ xinh đẹp. Tiếng huyết gió dài đồng thời vang lên. Người đàn ông mặt dài bên quầy ba lớn tiếng nói. Thì ra là dẫn theo tuổi thư Sofiana. Khó trách, hành trình trên biển lại lãng mạn như vậy. Tất cả mọi người đàn ông trên khoang thuyền đều đứng dậy bắt tay Seven thăm hỏi. Sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục chơi bài hoặc xem đua ngựa. Seven cùng người đàn ông áo xám đều ngồi bên sòng bạc. Người đẹp váy xa báo dựa vào bên cạnh người đàn ông áo xám, vừa vặn đối diện với Seven cùng sophina Vì thế, ánh mắt cô ta cố tình hoặc vô tình quyến rũ nhìn Seven. Seven vẫn chưa bỏ kính dâm ra, không nhìn thấy gì. Nhưng sophina ở bên cạnh Thiếu chút nữa đã không nhịn cười được. Người đàn ông mặt dài không chơi bài, thỉnh thoảng ở bên cạnh chen vào. "Seven, tôi cho rằng anh muốn cưới công chúa Hà Lan, còn nghĩ anh sẽ mang Sofina tặng cho tôi chứ? Bên cạnh tôi không có cô gái nào đẹp như Sofina vậy." Khi tôi vừa vào du thuyền đã thấy được một người. Một người đàn ông mang kính đột nhiên mở miệng. "Sao, xinh đẹp nhiều không? Xinh đẹp đến." Người đàn ông híp mắt suy nghĩ đột nhiên cười thật hạ lưu. Xinh đẹp đến mức, vừa thấy đã muốn lôi lên giường. Căn phòng thoáng yên lặng một chút đã bừng nổ. Người đàn ông mặt dài kêu. Cô gái nào? Trên thuyền sao? Người đàn ông mang kính mắt gọi quản lý tới. Đi gọi nữ, bartender ở dưới lầu lên đây. Quản lý có chút khó xử. Cô ấy chỉ là người làm việc tạm thời. Một tấm ngân phiếu bay ra. Vậy, mời cô ấy lên đây uống vài chén rượu. Qua mấy phút sau, từ cầu thang chuyển đến tiếng bước chân, khi thế tự hồ rất rào rạt. Nghe thanh âm thế này, nghĩ sao cũng không giống người đẹp. Thế là, một lần nữa, mọi người đều mang tầm mắt tập trung ngoài cửa, lại nhìn thấy. Một cô gái toàn thân mặc đồ đen, cũng mang kính dâm, hơn nữa là chiếc kính dâm cực lớn. Khuôn mặt cô hầu như bị che hơn phân nửa, không nhìn rõ dáng vẻ thế nào. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thật sự là rất khiêu gợi. Sự khiêu gợi chảy ra từ bên trong. Cô chính là nữ ảo thuật gia khi nãy. Các vị muốn uống gì? Cô gái dường như không nhìn một cái mà trực tiếp vào thẳng quầy ba hờ hững hỏi thăm. Thái độ so với các ông chủ ở đây càng thêm kiêu ngạo hơn. Tôi muốn một ly whisky nóng, Martin, một ly Jeff Johnson, rượu đen Nga, Brandy. Cô gái ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng cúi xuống, bởi vì mang kính dâm nên không thể đoán ra cô nhìn cái gì. Động tác pha chế rượu của cô gái vừa có vẻ đẹp trai vừa tao nhã, Càng thêm có sự gợi cảm kỳ dị Cơ thể khiến tim phụ nữ đập nhanh Đàn ông nhìn mà lòng ngứa ngáy Một cốc Lại một cốc rượu được quản lý tự mình đưa lên Cô gái pha chế xong rượu muốn đi Thì người đàn ông mặt dài lại nói Chào ôi, chào ôi Cô bị vệ sĩ ngăn lại Người đàn ông mặt dài muốn rỗi tay kéo cô Tiểu thư Có thể để mặt uống Bạch Xê vần đặt cái cốc có chân dài lên bàn Mọi người kinh ngạc nhìn hắn tay của người đàn ông mặt dài cứng đờ tại chỗ. Lại thấy Seven đứng lên, chậm rãi tháo kính xuống, đi đến bên cửa, cánh tay dài ôm cô gái vào lòng, đem mặt cô nhìn về đại sảnh chậm rãi mở miệng. "Để tôi giới thiệu với các vị, Chris, vợ của tôi." Như là ném ra một trái bom, công phá xong thì chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Không khí sau đó có chút kỳ quái, đặc biệt là người đàn ông mang kính Biểu tình rất lung túng, ván bài không bao lâu thì kết thúc. Mọi người túm năm tụng ba tán gẫu. Seven ôm Chris ngồi trên sofa ở một góc, ôm cực chặt. Anh theo dõi em. Cô nói thật lạnh lẽo, rét buốt. Hắn cười. Bảo bối, anh muốn cho em bất ngờ. Hắn hôm chắp mũi của cô, không coi ai ra cái gì. Cô quay đi, vẻ mặt rất kinh thường. Không cần ngụy biên. Hắn tìm môi của cô muốn hôn, lại bị cô nhanh chóng dùng tay chặn lại thấp giọng mắng hắn. Anh điên sao? Ở đây có nhiều người như vậy. Hắn càng ôm cô chặt hơn một chút. Tàu trời dầu của anh đã cập bến. Ở chỗ này để anh một hồi. Sau đó chúng ta đi. Sau khi xe bẩn rời khỏi, Chris ôm gốc đầu uống ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông mặt dài can đảm tiến tới. Chị dâu, hai người kết hôn khi nào vậy? Không biết. Cô chắc vẫn chưa biết tôi. Tôi là Charlie, tại Mỹ có mở sòng bạc làm ăn. Đôi khi buồn buồn thì chơi luôn cả phim giáo dục giới tính. Chris không tự giác mà di chuyển thân thể ra xa một chút. Charlie cười hì hì. Tôi giới thiệu với cô một chút. Cô nhìn nhé. Hai người đang nói chuyện với Seven. Người mập hơn gọi là Nguyễn Tương. Buôn bán là Đông Nam Á. Áo sơ mi xám là Mikhail, quý tộc Nga. Buôn bán vũ khí đạn dược. Người đeo kính bên kia gọi là Phổ Lâm. Chris dần nhận thấy điểm không bình thường các anh tụ họp ở nơi này sao đúng hội nghị thượng đỉnh của thế giới ngầm hai năm một lần khoái miệng clip nhấc lên nhanh chóng hỏi khi nào thì định ra thời gian địa điểm tại hội nghị trước đó khoái miệng clip lại nhấc lên khi Seven bưng ly rượu trở về thì trên ghế sofa chỉ còn sắc ly mặt dài cô ấy đâu không biết sắc ly buông tay lắc đầu Seven đen mặt đêm khuya Seven cùng Sophina trở lại tàu chở dầu của mình, thì thấy Wells đến chào đón. Tiên sinh, ngay nói tiểu thư Chris cũng ở Cairo, cần tìm cô ấy đến không? Không cần. Mặt Seven lạnh như băng ném ra hai chữ, để lại Wells cùng Sophina nhìn nhau. Sao vậy? Wells nhún vai. Giống như lại bị đá. Sophina cũng nhún vai. Mở cửa phòng ngủ ra, khi tay chuẩn bị bật đèn thì tự dưng dừng lại. Trời sinh Seven đã có sự mẫn cảm khác thường đối với nguy hiểm. Hắn yên lặng đi vào phòng ngủ và rút súng ra, thần kinh căng thẳng, mãi đến khi thấy trên giường ngủ. Hắn thu súng, mở lên ngọn đèn nhạt nhạt ở đầu giường. Mí mắt của cô hơi lay động, mở ra một đường nhỏ nhìn hắn, mơ hồ than thở một câu. Mới trở về à? Lật người lại ngủ tiếp. Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy tức giận cũng không phải, mà đau cũng không phải buổi tối uống quá nhiều rượu, hắn nghiêm túc tẩy rửa mùi rượu toàn thân rồi mới lên giường ngủ. Cô đang ngủ nên rất ngoan, tự động nhúc nhích bản thân, lại đang mặc cái áo sơ mi của hắn nên toàn bộ bắp đùi lộ ra, hơn nữa rất không ngoan ngoãn mà gác lên eo hắn. Bàn tay to lớn với vào trong cổ áo của cô, chạm đến ngực mềm mại, sự khô nóng nhanh chóng lan xuống bụng. Đại khái, cô cũng đã quen với động tác này, nên chỉ tinh tế dên lên hai tiếng, sau đó tiếp tục cọ sát trong lòng hắn rồi ngủ. Hắn cười đến vui vẻ, hôn chán của cô, bảo bối ngủ cho tốt để có sức khỏe. Đồng thời vào lúc đó, ở khách sạn Winter Place của Kyle, một cô gái mặc áo gió màu nâu đi qua hành lang u ám của khách sạn, lặng yên vào một căn phòng. Trong căn phòng cô tiến vào, nháy mắt đã sáng đèn, vẫn là người đàn ông mặc quần áo trắng tựa vào bên cửa sổ, lặng lặng nhìn cảnh đêm xa xa của sông Ninh. Daniel, hôm nay em mới biết anh cũng có khí chất u buồn của mấy nhà thơ. Cô gái cởi áo khoác, bên trong không phải là váy xa báo mà là trang phục chiến đấu. Daniel không thèm để ý, cô gái thu lại biểu tình trào phúng. Washington gọi anh trở về. Tôi biết, anh đương nhiên là biết, chỉ là không tuân thủ mệnh lệnh thôi. Cô gái cười lạnh đi đến chỗ Daniel, bỗng từ phía sau ôm lấy hắn, tay trái dán lên ngực hắn. Trái tim của anh bị cô gái kia đào đi rồi sao? Không biết bản thân đang làm gì? Daniel kéo tay của cô ra, tránh sự đụng chạm. Tôi biết bản thân đang làm cái gì? Nga, bao gồm cả việc uống giấm chua của nữ tạc, suýt chút nữa bị ba phia xử lý sao? Việc này tôi sẽ báo cáo trực tiếp với cấp trên. Vô dụng, bọn họ đã không còn tin tưởng anh. Hiện tại anh nhất định phải trở về. Cô có thể đi. Cô gái cười lạnh một tiếng tựa vào cạnh cửa sổ, trong mắt có sự tàn khốc. Em phát hiện cái này trong tủ sắt của anh. Lòng bàn tay mở ra, bên trong là một cuộn băng ghi hình. Cây đàn lông bị mất trộm bờ viên. Một động tác trộm đồ của cô ấy quả thật rất đẹp, khó trách lại khiến anh mê đảo. Đi vài bước, Daniel đã nắm chặt tay, nhéo mắt lại. Cô muốn thế nào? Cô gái giả vờ vô tội chấp chấp mắt. Em không rõ vì sao anh có chứng cớ lại không nộp lên hoặc là... Cô gái bước tới gần Daniel. Anh nên đưa cô ấy nhìn, rồi uy hiếp cô ấy lên giường với anh. Đôi tay của hắn muốn đưa qua bắt lấy cổ tay cô. Cô gái sớm có chuẩn bị đã tránh đi. Hai người đánh nhau một vài phút trong phòng khách sạn. Bởi vì rất quen thuộc với đối phương mà không phân thắng bại. Cuối cùng, cô gái nhào vào lòng Daniel. Daniel vô dụng. Anh cho rằng em không có chuẩn bị bảo lưu sao? Thân thể Daniel cứng đờ của muốn thế nào, Lisa. Anh trở về Washington, nơi này giao cho em. Đừng ngang ngược, nếu không trở về, bọn họ sẽ xử lý anh. Lisa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Em sẽ giúp anh bảo vệ bí mật, chỉ cần anh nghe lời bọn họ trở về, nhận sự điều tra. Ngay cả em, anh cũng không tin sao? vì cô gái ấy. Đôi mắt Lisa dần lạnh. Daniel không có biểu tình gì mà khóa tầm mắt của cô. Tôi trở về. Lisa rốt cục tươi cười, hôn lên đôi môi lạnh như băng của Daniel. Trong căn phòng có ánh sáng nhẹ nhẹ, cô vẫn ở trong lòng hắn ngủ con giấc. Lòng bàn tay vì xoa nắng quá lâu mà thấm ướt mồ hôi, chân nhãn không cầm nắm được. Có lẽ vì ngủ rất thoải mái nên khuôn mặt của cô rất đáng yêu. Đầu hơi ngừng lên, môi hơi mở ra, khiến hắn không còn cách nào để nhẫn nại nữa. Nâng thân thể của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt, lưu luyến môi hồng đầu lưỡi nặng nề với vào chạm lưỡi của cô cô ngô một tiếng tránh mặt đi tiếp tục ngủ lấy tốc độ dọa người mà cởi bỏ từng cúc áo sơ mi thân thể trắng tuyết từng chút lộ ra thuần khiết quyến rũ hiện ra trước mắt hắn trong lỗ mũi có một luồng khí nóng nhanh chóng chảy xuống quả thật là đã rất lâu hắn không chạm vào cô từ cổ hôn xuống ngay cả hắn cũng bội phục sự kiên nhẫn của bản thân lúc này mà vẫn có thể dịu dàng như vậy. Cô xoay vặn thân thể, lông mày hơi nhăn lại, sắc mặt càng lúc càng đỏ, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn, nhưng vẫn không tỉnh. Tách hai chân dài của cô ra, nâng lên cái mông nhỏ, vùi đầu vào hôn, cô chợt kẹp hai chân rồi tỉnh lại. Seven Hồ đồ lờ mờ, cô nhìn thấy thân thể trần chuồng của mình, hai chân bị hàn gác lên vai, thì ra không phải là mơ máu dồn lên mặt, cả người sụi lơ, chút sức lực cũng không có, đành phải dầu môi lên, nũng nịu nói. Anh là đồ vô lại. Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, dục vọng thừa cơ hội tiến vào. Cô khẽ rên một tiếng, rưỡi tay bám vào vai hắn. Hắn cúi đầu hôn cô thật nóng bỏng, cười ở bên tay. Đúng, anh chính là đồ vô lại. Dây dưa như thế, trước ăn trưa một lần, khi tắm rửa một lần, màn rèm cửa sổ thật dày che khuất ánh sáng trong căn phòng u ám tràn đầy hơi thở tình chiều cô giang chân ở trên eo hắn hai vai nghiêng về sau cánh tay chống vào đùi của hắn nhắm mắt rên rỉ tinh tế hắn nằm ngửa trên giường đợi lấy bởi eo đong đưa mềm mại của cô một bàn tay khác vuốt ve thân thể động tình đầu vai nhãn mịn khuôn ngực xinh đẹp mông tròn nhỏ tất cả của cô đều khiến hắn mê muội sau một trận co rút, thân thể của cô mềm xuống nằm trên người hắn. Hắn ôm cô trong ngực, nâng cầm cô lên, xoay người đè cô xuống. Dục vọng lui ra, ngón tay thay thế chăm sóc. Không cần. Cô ở lại trong lòng hắn, níu xíu ngẩng đầu. Hư. Hắn hôn môi cô. Bảo bối, em không ngoan. Không cần ngoan, muốn ngủ giấc. Bảo bối. Mí mắt đo đỏ vén lên, con mắt lượn lờ hơi nước muốn ngủ một giấc. Lại là một buổi hoàng hôn, trời chiều trên mặt sông xuất hiện những tia sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh bắn vào nhà, chiếu vào một mảnh hỗn độn trên giường. Cô gái yếu đuối nằm bò trên giường, chăn mền kéo lên đến eo, giữa tơ lụa màu đen lộ ra cái lưng tuyết trắng trần chuồng, cộng thêm những dấu hôn đỏ tươi. Seven từ trong buồng tắm bước ra, thay cô kéo chăn lên, nằm nghiêng bên cạnh, lặng lặng nhìn cô. Mãi đến khi chiều tà lặn hoàn toàn, khuôn mặt của cô đã nhìn không rõ. Hắn nhẹ nhàng sợi lên khuôn mặt của cô. Tỉnh sao, nên ăn cơm. Cô họng của cô lầm bầm một tiếng, không nói chuyện. Nhìn thấy cô dáng vẻ vô lực, hắn nắm tay của cô lên để bờ môi, hôn chiếc nhẫn. Cuối tuần, chúng ta trở về Roma kết hôn. Cô vẫn không có phản ứng. Em không nói chuyện, chính là đáp ứng. Cô dầu dĩ cười một tiếng, dịu dàng nói. Đừng quá đáng Hắn cười ôm cô vào trong ngực của mình Cầm lấy quần nhỏ đầu giường Giúp cô mặc vào Sau đó mang áo ngực Hắn nhịn không được mà cắn vào bộ ngực sữa Ôm trong ngực chán rồi mới thả cô ra Cô bị hắn làm loạn mà tỉnh hơn một nửa Sau khi rửa mặt đi ra Thì thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề Lễ phục đuôi én màu đen Làm nổi bật thân hình thon dài Cô rất lưu manh mà huyết sáo Hắn dắt tay cô ra cửa, đã thấy Sophia Anna váy dài lễ phục màu vàng nhạt, trên ngực đính đầy ngọc trai, cực kỳ hợp với lễ phục của Seven vần. Lông mày của cô nhăn lại một chút. Sau khi hắn đưa cô ngồi lên bàn ăn thì hôn vào chán nói. Anh đi tham gia một buổi yến tiệc, em ăn xong thì trở về ngủ trước. Cô cúi đầu không lên tiếng, hắn không lập tức rời khỏi mà ôm eo của cô nói nhỏ bên tai. Ghen tị sao? Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn tươi cười, mổ một cái lên môi hắn em chờ anh trở về. Cô dịu dàng lại biết điều khiến trong lòng hắn đau nao. Sau khi tham gia xong tiệc tối, trên đường trở về, Sê Vân luôn nhìn đồng hồ. Cả tối không có tin tức gì truyền đến, chứng tỏ cô không bỏ chạy. Điều này lại khiến hắn có chút bất ngờ. Trở lại tàu chở dầu, thứ đầu tiên nghênh đón hắn lại là một tàu hóa đơn thanh toán. Đại khái nhìn qua một lần thì thấy nhiều thứ linh tinh. Có quần áo, mũ nón, giày dép, còn có sữa tắm, mấy đĩa CD, giá trị xa xỉ. Seven kỳ hóa đơn lại rất vui vẻ, thậm chí Wells ở bên cạnh còn nhìn thấy hắn tươi cười. Hơn nữa là cười rất ngọt ngào thỏa mãn. Thế nên Wells nghi ngờ mình đang nhìn thấy ảo ảnh. Căn phòng đèn đuốc sáng trưng, tất cả ngọn đèn đều bật, truyền hình mở rất lớn, cảm giác thật náo nhiệt. Trên màn hình là một nhân vật mặc đồ cổ trang Trung Quốc lúc ẩn lúc hiện. Cô đang ngồi trên ghế sofa xem ngon lành, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Đối với sự xuất hiện của hắn xem như không nhìn thấy. Hắn đi qua, hôn lên trán của cô, sau đó thay quần áo tắm rửa. Y phục trong phòng quần áo của hắn bị người ta đẩy sang một bên, hơn một nửa còn lại đều là đồ của cô, thật là không khách khí, không khách khí đến mức khiến hắn thấy thích thú. Sau khi tắm rửa xong, hắn không đi đến bên cạnh cô mà mở một chai rượu đỏ từ năm 84 trong quầy bar ngồi trên cái ghế cao nhìn cô, nhìn xuyên qua cả áo sơ mi màu đen bằng lụa, cánh tay vòng ra sau lưng, khiến hắn thiếu chút nữa đã phun hết rượu. Vốn dĩ cái áo sơ mi bằng lụa ấy chỉ cài một nút ở ngực, theo động tác của cánh tay cô nên vạt áo bị vén lên, cái bụng bằng phẳng lộ ra hoàn toàn, màu đen làm nổi bật cái bụng như tuyết mùa đông mà quần lại thấp eo, cái háng tinh xảo nửa ẩn nửa hiện, khêu gợi khiến người ta phun máu hắn sững sờ hơn nửa ngày không nói chuyện, lại gặp cô nghiêng khoe mắt nhìn hắn, nhếch môi cười như không cười. Quần áo của em đẹp lắm sao? Giọng của hắn thật rõ ràng. Đẹp lắm. Cô cười, chân dài đặt trên bàn trà, tùy ý cong lên tư thế khêu gợi. Đôi chân thon dài, bọc quần đen ở dưới không kinh để gì mà dụ dỗ nhấc chân cho hắn nhìn. Dây của em đẹp không? Hắn nheo mắt nhìn cô không nói chuyện. Không được đáp lại, Cô mấp máy môi nghiêng đầu Dáng vẻ của em xinh không? Hắn đặt chén rượu xuống Không rên một tiếng đi qua Cúi xuống hôn cô Muốn đem cô ngốn sạch Bàn tay lớn ở trên bụng của cô chăm sóc Cô ngẩng cổ triển miên cùng hắn Rồi khi hắn ngừng một hơi thở Thì đẩy hắn ra nói Sợ tốt Giống như bị một chậu nước lạnh hắt xuống dưới Hắn hơi khựng người thở gấp Chống đỡ đôi tay bên tay cô Cự ly rất gần nhìn khuôn mặt của cô khi nãy còn lại yêu tinh thì giờ đã biến thành nữ vương nữ vương lấy một ngón tay chọc vào vai hắn đẩy hắn ra đứng lên trở về phòng ngủ không thèm ngò hắn một cái mà nói đêm nay anh ngủ ở sofa bảo bối tự kiểm điểm cửa ba một tiếng đóng lại người đang tức giận thì rất khó ngủ cờ hít ở trên người xoay qua xoay lại vài lần thì rút ra kết luận này đặc biệt còn nằm trên giường có hương vị của hắn, khóa cửa nhẹ nhàng kêu răng rắc. Đúng lúc này, cô ném cái gối tới, hắn cười ấp úng càng khiến cô tức giận giống với hắn. Đi ra. Phòng này là của anh. Cô lập tức xoay người đứng lên thay quần áo, áo ngủ còn chưa kịp cởi ra đã bị hắn ôm vào ngực. Bảo bối, tự kiểm điểm không thể giải quyết vấn đề, không bằng. Hắn chống lên trán của cô, cho cô nhìn thấy rõ sự mờ ám trong mắt hắn. Để anh yêu em thật tốt một lần, được không? Quả đấm rơi trên người hắn, cô dùng hết sức lực mà đánh hắn. Hắn buông lỏng cơ bắp toàn thân cho cô đánh, đặt cô trên giường, hôn lên cái háng xinh đẹp. Sự quấy nhiễu của cô về hắn chẳng thấm vào đâu. Quần áo ngủ bị kéo xuống, hai chân cũng bị cưỡng ép mở ra. Cô biết phản kháng cũng vô dụng, nên đắm chặt áo ngủ của hắn. Chúng ta nói chuyện. Hắn hôn một chút đùi trong mềm mại, đưa một ngón tay vào trong nói chuyện gì cô cắn răng hút không khí nắm chặt vai hắn quay mặt đi không nhìn hắn anh anh đi ra ngoài trước hắn vuốt tóc trên trán cô sau đó hôn lên môi chân bóng bảo bối thật chặt vừa lòng phát hiện được sự run rẩy của thân thể cô ngón tay của hắn càng dùng sức may mắn là cô không để bóng tay hắn nghĩ chuyện đêm nay khiến em rất tức giận hy vọng sau này không để xảy ra nữa Lời đối thoại này vốn dĩ nên có khí thế, nhưng dưới tình huống này thì trái ngược lại, mặt của cô đều đỏ hết lên. Hắn hôn hít gò má của cô, từng chút từng chút dịu dàng, ngữ khí lại không thể bỏ qua. Trong trường hợp thế này thì không thể giận em đi, sau này cũng không. Cô rất rõ dụng ý của hắn, chỉ là không thể không tức giận. Nhưng cô gái khác thì không được. Hắn nhíu mày nghĩ một chút, kể nói. Tốt, sau này Ai cũng không giận đi Xoa cái mũi nhỏ của cô Vừa lòng chưa Bảo bối của anh Cô dầu môi hừ một tiếng Hắn chậm rãi rút ngón tay ra Cô lập tức quay đầu nhìn hắn Còn có chuyện muốn nói Ừ Mặt cô đỏ rực Mắt sáng lấp lánh Nghiêm túc nhìn hắn mở miệng Từ giờ trở đi Anh chỉ có thể đối tốt với một mình em Chỉ được sủng em Không được lừa em Đáp ứng mọi chuyện em yêu cầu Em muốn thì anh phải làm được mỗi câu nói với em đều phải thật lòng không được lừa em mắng em phải quan tâm đến em người khác bắt nạt em thì anh phải là người đầu tiên giúp em lúc em vui vẻ anh cũng phải vui vẻ lúc em không vui vẻ thì anh phải chọc cho em vui vẻ vĩnh viễn đều thấy em xinh đẹp trong mơ cũng phải nhìn thấy em trong lòng chỉ được có mình em hắn sững sờ nhìn cô vài giây sau đó cười nếu anh làm như vậy anh được lợi gì dục vọng của hắn chống đỡ nơi non mềm ướt át Cô cuống quyết ngăn cản lại Anh còn chưa đáp ứng Nhưng sao có thể ngăn cản Hắn gắng sức một cái đã tiến vào Lần này Đến phiên cô sững sờ nhìn hắn vài giây Đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người bà oa wow, một tiếng khóc ra Anh bắt nạt em Hắn thật sự đang bắt nạt cô Vừa hôn nước mắt cuộn cuộn chảy ra không ngừng của cô Vừa luật động Cuối cùng cũng kết thúc một lần Hắn dịu dàng hôn cô từ giờ trở đi Anh chỉ dùng một mình em Không lừa em Đồng ý với mọi yêu cầu của anh Em muốn gì anh đều làm cho em Mỗi câu nói về em đều là thật lòng Không bắt nạt em Không bằng em Luôn tin tưởng em Có người bắt nạt em Anh sẽ nhảy ra đầu tiên Em vui vẻ Anh cũng sẽ cùng em vui vẻ Em không vui Anh sẽ dỗ em vui Vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất Đằm mơ cũng thấy em Trong lòng anh Vĩnh viễn chỉ có một mình em hắn hôn môi của cô anh yêu em nói xong đã phát hiện cô không còn khóc ánh mắt vô tội ngây ngốc nhìn hắn sau đó cô hạ mắt xuống chắc là muốn cười nhưng có chút ngại ngùng nên cắn chặt môi dưới nói hoài phát hiện nàng đã sớm không khóc vô tội ngây ngốc nhìn hắn sau đó hạ xuống con mắt nghĩ cười khả năng lại có điểm ngại ngùng thế là cắn chặt môi dưới anh học ở đâu ra vậy anh nói theo em Cô cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ thẹn thùng e lệ, thật khiến người ta chết đuối. Ngón tay dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn. Được ở cùng với người yêu thương nhất trên đời là một việc rất tuyệt diệu. Sắc trời đã mở tối, từ chiếc loa to chuyển ra tiếng kinh Koran khắp thành phố Cairo. Seven mở to mắt, lặng lặng nhìn một thân ảnh nhảy từ cửa sổ vào, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ. Đợi khi Chris thay xong trang phục đi đến bên giường, thì cô đã thấy Seven ngồi dậy. Chris cười gượng hai tiếng chậm gì gì bỏ lên giường anh tỉnh rồi cô chui vào trong chăn nhờ mắt lại thật ấm nhìn anh thật mệt mỏi lời còn chưa dứt cả người đã nhào vào trong lòng hắn thân thể lạnh như băng còn dính trước sương mai ẩm ướt bắt lấy cánh tay hắn ôm ngang qua hông cô mệt mỏi quá anh xoa so bóp đi thế là hắn cúi nửa người xuống ôm cô vào trong ngực xoa so nắn cái chân dài tinh tế cô được sau so bóp thoải mái nên từ mũi vang lên những tiếng hừ hừ thân thể hai người dán chặt vào nhau nhất định cô cũng cảm giác được dục vọng của hắn nhưng vẫn tiếp tục không kiêng nể gì mà cọ sát trong ngực hắn đại khái cô đoán lúc này hắn sẽ không đụng vào cô bởi vì cô mới đi làm việc trở về thật sự rất mệt mỏi seven yên lặng thở dài cảm nhận thật sâu sắc việc nuôi con gái không dễ dàng gì đặc biệt là với những người không biết nghe lời rõ ràng biết cô làm chuyện không nên làm nhưng sủng ái quá mức khiến hắn không nỡ dậy la thật là quá cưng chiều rồi thửa dịp cô đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì hắn tranh thủ lừa gạt cô ngày mai anh phải lên đường đến Moscow em có đi cùng không không muốn lạnh lắm thì ra trong lúc mơ màng cũng không thể lừa gạt được hắn lấy lui làm tiến vậy em trở về Roma chờ anh chứ nhà em mở hát im lặng nửa khắc hắn thở dài, hôn chán của cô. Cô gái không tim không phổi kia đã uốn người ngủ say trong lòng hắn. Sau trưa cô tỉnh lại, nghĩ lại đây là ngày cuối cùng một cai ô nên buồn hắn dẫn cô đi chơi. Hắn đương nhiên vui vẻ nhận lệnh, nhưng vì buổi chiều có một cuộc họp ngắn nên hắn để cô chờ ở đại sảnh khách sạn một chút. Trước khách sạn có một con đường, đối diện chính là chợ Khali nổi tiếng. Ở nơi đó có những người dân địa phương trùng kín đầu cũng có du khách ngoại quốc mang ba lô trên vai, nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt. Cô đang đợi cũng thấy chán nên chạy qua phố đối diện. Ban ngày, thành phố Cai Âu có màu xám, có lẽ là do nó rất cần sa mạc, cát bụi bao phủ cả thành phố, nơi nơi đều u tối. Cho nên khi mi khai ra khỏi khách sạn, liếc mắt, đã nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ ở đối diện. Áo thun quần trắng, quần niếm cao bồi màu lam nhạt, trên vai cùng chân lưng có trang trí một con dê cùng một con chó nhỏ. Ôm đang ôm một cốc nước trái cây màu cam, trao bụi cũng không thể dính vào người cô để cấp đi sự sạch sẽ. Cả ngã tư đường đều bao quanh sự bừng sáng của cô. Mikhail khai do dự rất lâu mới dám xác định cô chính là cô gái mình gặp trên du thuyền đêm hôm đó, khêu gợi cùng thuần khiết, thật khó tin lại là một người. Phu nhân Bruno Apat, xin chào. Cơ lúc này đang xoay người, nhìn một bức họa, sau một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người đàn ông kêu tôi, tôi sao người đàn ông có mái tóc vàng nhạt khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu động tác rất tao nhã xin chào tôi nghĩ ba ngày trước chúng ta đã gặp nhau tôi là mi khai bạn làm ăn với bonaparte tiên sinh xin chào cười hít lại cúi đầu nhìn bức tranh cô cho rằng chào hỏi với người xa lạ như thế là đủ lễ phép ân cần để kết thúc nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ như vậy mi khai tiến sát vào nửa bước giống như đang nhìn kỹ bức tranh hơn nhưng thật ra là nhìn cô Cô quay mặt đi, làn da trắng nõn như sữa bò, thật khiến người ta muốn kiểm tra sữa bò và tơ lụa có giống nhau hay không, càng muốn hôn một cái, kiểm tra xem có thơm mềm như sữa bò không. Người bán hàng thừa cơ chào hàng. "Đây là bức tranh miêu tả những câu chuyện tình yêu của nữ hoàng Cleopatra, rất thích hợp để làm quà tặng cho người yêu." Cửdic cười một chút, Mikhail nói hắn muốn. Cửdic nhìn người bán hàng đóng gói bức tranh, có chút nuối tiếc khi bị người ta mua mất. Mikhail lại cầm bức tranh đưa đến trước mặt cô. Cô rất thích nó. Cửa hít lại cười một chút, xoay người, nhìn khách sạn ở phố đối diện. Hội nghị kết thúc rồi sao? Mikhail yên lặng thu cánh tay về. Buôn đạp bát, thật sự là người đàn ông rất có mị lực. Tôi đã từng có người bạn gái, sau khi gặp hắn thì mất hồn mất vía, rồi trở thành tình nhân của hắn. Ừ, rất đúng. Cửa thập phần tán đồng, khẽ gật đầu. Giáng vẻ đẹp trai, lại có tiền, Mi Khai nhìn cô một cái, đúng lúc đó, người đàn ông dáng vẻ đẹp trai lại có tiền, xuất hiện cùng với bạn gái của Mi Khai. Seven cùng Mi Khai có chút chuyện muốn nói, thế là hai người uống trà chiều, bàn luận về kho vũ khí ở Moscow. Không kinh rè gì với phụ nữ, phụ nữ cũng có đề tài của mình. Bạn gái Mi là Lisa hỏi Chris. Đêm qua, Cayo bị mất trộm một cây gậy vương quyền của nữ hoàng Cleopatra, cô có nghe nói không? Chris lắc đầu, Lisa lại nói, Nghe nói là Chris Ly làm Cũng đúng Những chuyện như thế này Trừ cô ấy ra Thì ai có thể làm Chris cười cười Lisa cũng cười Hai người đàn ông nói xong chính sự Mi Khai đề nghị cùng nhau dùng bữa tối Seven từ chối Xin lỗi Thời gian đêm nay Chỉ thuộc về tôi cùng vợ của mình Lời này hàm xúc rõ ràng Chris nhu nhược tức giận Đỏ mặt trong lòng Seven Khuôn mặt phấn hồng cúi đầu lại ngồi nghiêng Nên lọt vào mắt Mi Khai ở đối diện Hắn nhớ đến lời nhận xét của phổ lâm về cô. Hiện tại dục vọng đang hừng hừng thiêu đốt lòng hắn, nhưng hắn chỉ ôm bạn gái của mình đứng dậy rất phong độ mà nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại tại moscow. Bữa tối seven cùng cơn hít đi ăn cá nướng và uống bia đá. Quần áo của hắn cùng với khung cảnh sơ sài ở xung quanh rất không phù hợp. Bị cô giễu cợt, nhưng hắn vẫn chăm sóc cho cô ăn uống. Cuối cùng cô cũng có lương tâm lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cười như tên trộm có chút thẹn thùng. Hình như em còn chưa cho anh cái gì Dây chuyền là một mảnh đồng khắc hình con đại bàng Là cô mua trong một cửa hàng ở chợ Khai In. Làm bằng thủ công rất tinh xảo Cô tự mình mang giúp hắn Hắn nâng miếng đồng khắc con chim ưng lên Hôn một cái khiến cô cũng đỏ mặt Sau khi ăn cơm Xe vần đi tính tiền Thì có một bé trai chạy tới Đưa cho Curtis một lá thư Bên ngoài có một cô gái nhờ cháu giao cho cô Cris rút tấm hình ra, thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đuổi theo bé trai. Cô ấy còn nói gì không? Bé trai vươn tay, Cris cho nó ít tiền, nó mới nói. Cô ấy nói nếu cô có hứng thú thì có thể đến Moscow giao dịch với cô ấy. Seven tính tiền xong, đã thấy Cris đứng ở cửa, hắn kéo cô vào trong ngực. Sao vậy bảo bối? Sắc mặt của em không tốt. Không có chuyện gì, chắc là do mới uống rượu lại ra gió thôi. Thời gian ban đêm thuộc về nhau, đương nhiên không thể thiếu những lần triển biên. Seven nghĩ đến thời gian ly biệt sắp tới nên tàn nhẫn muốn cô hơn. Cờ cũng dị thường mà phối hợp, chấp nhận yêu cầu không có chừng mực cả đêm của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Well không thể không đến cửa nhắc nhở hành trình, Seven vẫn ôm chặt Cờ không buông tay. Bảo bối, bảo bối ngoan, đi mắc với anh. Cô ôm lấy hắn hồi lâu nhưng vẫn không nói chuyện. Chờ hắn ôm đã Rồi cuối cùng cũng hôn lên trán của cô Ngoan ngoãn ở hát chờ anh nhấc chân chưa bước ra khỏi cửa Đã bất ngờ bị cô ôm lấy từ sau Hắn vừa mừng vừa sợ Kêu mấy tiếng cười hít Cô lại yên lặng Yên lặng gọi hắn một tiếng Seven. vần